Mà cậu Ân này, tôi tưởng bây giờ cậu đang phải ung dung ngồi ở vị trí giám đốc công ty Đa Gia rồi chứ. Sao bây giờ lại lang thang ở đây, lấy danh nghĩa cũ là trưởng phòng kinh doanh công ty FVM để đi lừa lòng tin của người khác vậy? Tôi thích thế đấy, thì làm sao? Thế thì tôi nói cho cậu biết, ở đời này ấy, không phải cứ thích làm việc gì là có thể làm được đâu. Đặc biệt ấy, là mấy cái hành vi phạm pháp. Sao lại thế này? Dạ, em xin lỗi sếp ạ. Em sẽ cho người làm lại ngay ạ. Làm lại? Cậu có định làm lại bao nhiêu lần nữa? Tôi có thể chờ cậu, nhưng đối tác là sao có thể chờ chúng ta đây? Cậu hiểu không? Hiểu. Nhưng mà suy cho cùng ấy, cũng chỉ là một bản dự án thôi. Việc gì sếp phải khó tính như thế? Một bản dự án thôi à? Cậu nói như vậy mà nghe được sao? Cậu có biết cái bản dự án này rất quan trọng đối với công ty chúng ta không? Biết thì sao chứ, làm việc ấy, ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Chẳng nhẽ chủ tịch chưa sai lầm bao giờ à? Cậu nói với thái độ như vậy là sao? Thôi, cậu đừng diễn trò nữa. Có phải cậu biết chuyện của tôi với công ty Đa Gia đúng không? Cậu... Đúng vậy, tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi chưa muốn kết luận điều gì cả. Nhưng tôi thật không ngờ cậu lại có thái độ như vậy đấy. Thế thì càng tốt. Chúng ta chơi bài ngửa với nhau đi. Tôi cũng chán làm việc công ty này rồi. Tôi tuyên bố ấy, từ hôm nay tôi chính thức nghỉ việc ở đây. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Tôi nói cho cậu biết, lâu nay ấy, tôi vẫn còn cậu là bạn và ngầm cho cậu một cơ hội đấy. Tất nhiên là kỹ rồi. So với việc ở đây làm chân sai vặt cho cậu ấy, thì tôi về công ty Đa Gia làm giám đốc bên đấy không phải sướng hơn à? Cậu... Được thôi, tôi đồng ý. Nhưng tôi cho cậu hay, ngày hôm nay cậu bước chân ra khỏi công ty thì cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội nào để quay lại nữa đâu. Cậu yên tâm, tôi sẽ không quay lại cái nơi quái quỷ này nữa đâu. Và tôi cũng sẽ cho cậu thấy ngày hôm nay ấy, là tôi quyết định đúng. Chào cậu. Vĩnh biệt nhé, FVM. Từ nay ấy, đời tao bước sang một trang mới rồi. Alo, anh Hoàng à? Cậu gọi tôi có việc gì không? Tôi gọi điện cho anh ấy để thông báo một việc. Hôm nay tôi đã chính thức nghỉ việc bên công ty FVM. Từ ngày mai ấy, tôi sẽ đường đường chính chính làm việc bên công ty Đa Gia của anh rồi. Cái gì cơ? Thằng Tân nó biết rồi á? Đúng vậy, nên tôi cũng nói thẳng luôn là tôi chán làm việc ở đấy lắm rồi. Tôi còn phải qua Đa Gia để mà làm giám đốc nữa cơ chứ. Cảm ơn anh đã để lại vị trí đó cho tôi nhé. Cậu nghĩ nhiều rồi đấy. Chưa bao giờ tôi muốn nhận một kẻ phản bội như cậu về làm việc tại công ty đâu. Anh Hoàng, anh đừng có đùa chứ. Chẳng phải chúng ta đã hứa hẹn với nhau rồi hay sao? Cậu còn non và xanh lắm. Nói cho cậu biết nhá, cậu cũng chỉ là một quân bài đối với tôi thôi. Hết giá trị lợi dụng rồi thì vứt thôi. Thế nhá, tôi tắt máy đây. Anh Hoàng, khoan đã anh Hoàng. Mẹ kiếp, thằng chó này, mày dám lừa tao à? Bực thật, tự dưng bị rơi vào cái thế bí. Rồi sẽ có ngày tao lấy lại tất cả. Alo, ông đây à? Tôi đang chán lắm đây. Tôi cũng đang chán đây. Tiền thì không có, người yêu thì cũng không. Tôi thì có khác gì ông chứ. Kiếm mãi việc mà chẳng thiệt nào lên hồn ý. Tôi sắp bị mẹ đuổi ra khỏi nhà thôi đây này. À này, hai tôi với bà thử xin vào công ty FVM đi. Nghe đâu công ty ấy to lắm, chế độ cũng tốt nữa. FVM á? Tôi nghe thì cũng thích lắm đấy. Nhưng mà tôi nghe đồn công ty đấy chỉ nhận con ông cháu cha thôi. Người ngoài như bọn mình ấy khó mà lọt vào lắm. Thế à?
Chán thật đấy. Thôi, để tôi tìm vài công ty nữa rồi báo với bà. Ta cùng đi tìm nhá. Ok, vậy nhá. Bà, tôi đang ngồi ngoài cà phê này. Ông rảnh, ông ra đây. Thôi, giờ tôi phải đưa bà già đi khám đã. Có gì tôi với bà sau nhá. Vậy ông đi đi nhá. Bye bye. Sao cuộc đời này mãi khó khăn với mình đấy nhở? Đúng là chán quá đi mất. Trưởng phòng FPM. Anh gì ơi? Anh Di ơi. Cô gọi tôi à? Vâng. Anh có phải là ở trưởng phòng công ty SVM không? Nhưng tôi nhìn anh quen lắm. Anh có phải người ở Hưng Long không? Đúng vậy. Tôi ở Hưng Long. Mà tôi nhìn cô cũng quen mắt lắm đấy. Vậy thì đúng rồi. Tôi và anh học cùng khóa. Anh là Ân, học lớp 12A. Đúng, là tôi đây. Cô là Thảo, hoa khôi khối C đúng không? Vâng, chị nhớ anh tốt thật đấy. Còn cô ấy thì vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Tôi cảm ơn anh nhá. Nhưng mà anh làm ở công ty FVM thật sao? Đúng vậy, tôi là trưởng phòng kinh doanh của công ty FVM đấy. Mà cô cũng biết công ty đấy à? Biết, biết chứ. Một công ty mà hàng mơ ước của bao nhiêu người đấy. Sao lại không biết được chứ? Mơ ước sao? Cô cũng muốn vào công ty FVM làm à? Vâng. Nhưng mà tôi nghe đồn công ty đấy chỉ nhận người quen thôi, chứ người ngoài như bọn tôi khó mà lọt vào lắm. Hầu như là thế. Nếu không ấy thì năng lực phải cực giỏi mới được nhận vào làm đấy. Vậy thì tôi hết hy vọng rồi. Ông trời ấy không triệt đường sống của ai bao giờ cả. Chúng ta gặp nhau ở đây đã là một cái duyên rồi. Nếu như cô muốn vào công ty FVM làm ấy thì tôi có thể giúp cô đấy. Vậy sao? Anh giúp tôi thật sao? Tất nhiên rồi. Cô đẹp, cô có quyền mà. Vậy thì tôi cảm ơn. À không, tôi cảm ơn anh trước nhá. Không có gì. Nhưng mà tôi nói trước nhá, tôi không làm không công đâu. Chỉ là giúp cô giảm bớt chi phí thôi đấy. Vâng, chỉ cần anh giúp tôi, tôi chơi tới cùng. Thôi được rồi, thế thì như thế này nhá. 10 triệu, chỉ 10 triệu thôi sao? Tôi đồng ý luôn. Không phải, ý của tôi ấy là 100 triệu. Chứ như bình thường ấy là 200 triệu đấy nhá. 100 triệu á? Nhưng mà anh có chắc là kiếm được việc cho tôi không? Hay. Tôi là trưởng phòng kinh doanh của FVM. Chả nhẽ tôi lại đi lừa cô? Nếu không ấy thì tôi nhường phần đấy cho người khác nhé. Ấy, anh Ân, anh nể tình chúng ta quen biết nhau. Mà anh giúp đỡ tôi đi. 100 thì 100. Nhưng mà anh dư cho tôi mấy hôm được không? Anh cũng biết rồi đấy, nhà tôi cũng đâu phải là nhà giàu có gì đâu. Nhưng mà tôi không chắc ấy, là đến cái lúc đấy còn cái suất nào ngon hơn đâu nhá. Được rồi, 5 ngày. À không, 3 ngày. Đúng 3 ngày tôi sẽ đưa đủ tiền cho anh. Anh nể tình, anh giúp tôi đi. Tôi năn nỉ anh đấy. Cũng khó nhỉ. Hôm qua nhá, tôi đi qua phòng của sếp, thấy một chồng hồ sơ đang đợi xét duyệt đấy. Thôi anh Ân, tôi xin anh đấy. Anh giúp tôi đi. Thôi được rồi, 3 ngày. Đúng 3 ngày nhá. Sau 3 ngày ấy, cô có đưa thêm tiền tôi cũng không nhận đâu. Nhá. Vâng, tôi nhớ rồi. Thôi được rồi, cô giữ lấy cái card visit này. Trên đấy ấy, có số điện thoại liên lạc của tôi. Có cái gì thì cứ gọi điện cho tôi nhá. Vâng, tôi cảm ơn anh nhá. Thế thôi, tôi có việc, tôi xin phép đi trước nhá. Dạ, anh đi đi ạ. Thank you.
Tôi xin lỗi nhá. Đưa đây. Không sao chứ? Tôi không sao. Ờ? Thảo Tô đây. Anh là ai? Sao lại biết tôi? Tôi là Tân. Tân một cú mà ngày xưa ở cùng lớp với cô đây. Cô không nhớ à? Tưởng ai? Hóa ra là cậu à? Sau bao nhiêu năm thì cậu chỉ thay đổi mỗi cái mặt rồi. Chứ còn độ nghèo thì vẫn đeo bám dai dẳng thế nhỉ? Cậu nói sao cơ? Cậu đang nói tôi đấy à? Ơ hay. Ở đây chỉ có tôi với cậu. Chẳng lẽ tôi nói với ma à? Mà cả cái Hưng Long này, ai mà chẳng biết cái độ nghèo nhà cậu? Cậu... Sao? Tôi nói đúng quá nên là không nói được gì chứ gì. Mà nghe dân tình đồn cậu lên thành phố lập nghiệp, sao bây giờ lại cái bộ dạng nghèo nàn thế này? Tôi đang có dự án trồng rau sạch ở quê nên hôm nay về kiểm tra một chút thôi. Ôi chà, dự án á? Nghe hoành tá tràng phết nhờ. Người ta không biết lại tưởng cậu là sếp đấy. Cậu muốn nói sao cũng được. Ừ, thì người như cậu ấy, người ta chỉ nghĩ được như thế thôi. Mà nói chung là hôm nay tôi đang vui. Trời, lúc tôi vào công ty SVM, có khi tôi xin cho cậu một chân trông xe nhá. Cậu định xin về công ty SVM làm việc à? Đúng rồi, nghe oách không? Tôi nói cho cậu lắc mắt nhá. Tôi mới quen được trưởng phòng kinh doanh của công ty SVM đấy. Trưởng phòng kinh doanh sao? Đúng vậy, cậu ta là Phúc Ân, hot boy của lớp 12A. Nể mặt lắm, cậu ta mới giúp tôi đấy. Nhưng mà còn cậu ta không quen, chắc là chờ hơi lâu. Phúc Ân. Nhưng mà theo tôi được biết ý, thì cậu ta đã bị buộc thôi việc rồi cơ mà. Phủi phui cái mồm của cậu nhá. Người ta đường đường là một trưởng phòng kinh doanh, thế mà cậu bảo thôi là thôi được à? Cẩn thận cậu ta nghe được, cứ thúc giục xem cậu có mà làm đâu đấy. Thế là bây giờ cậu đi gặp cậu ta để mà xin việc sao? Tôi khuyên thật cậu nhá, cậu nên suy nghĩ kỹ lại đi. Cậu thì biết cái gì mà nói chứ. Mà cậu không giúp được gì cho tôi ấy, thì cậu đừng có cản đường tôi nhá. Cậu cứ nghe tôi đi, kẻo sau này cậu lại hối hận đấy. Nói tóm lại là hôm nay tôi đang vui, tôi không muốn so đo với cậu, cho nên bây giờ cậu đứng sang một bên, đừng có cản đường tôi. Ok kìa Thảo. Thật công ngờ cậu ta lại làm như vậy. Không được rồi, mình phải đi theo xem sao. Sao mà lâu thế nhở? Anh Ân. Cô làm gì mà lâu thế? Cô cũng biết ấy, là tôi đang rất vội không à? Này, người ta nhét gần đủ người rồi đấy. Sao mà nhanh vậy anh? Chứ còn sao nữa? Cô không biết cái độ hot của công ty tôi à? Tôi biết, biết chứ. Mà này, anh đếm tiền đi. Không cần. Tôi về nhà đếm ý, rồi tôi sẽ liên lạc với cô nhá. Vậy thì tôi cảm ơn anh nhá. Có gì anh giúp tôi. Thôi được rồi, tôi đi đây. Cậu đi đâu mà vội thế hả Phúc Ân? Lại là cậu à? Cậu đi theo tôi đấy à? Chủ tịch, không. Sao cậu lại ở đây? Tại sao tôi lại không được ở đây chứ? À mà hình như tôi đang cản đường cậu đi lừa đảo người khác thì phải. Này, cậu nói linh tinh chưa đủ à? Cậu Ân đây, đương đương là một người uy tín mà cậu lại đổ oan à? Cậu mà đổ oan, tôi báo công an đấy. Phải đấy, người như tôi mà phải đi lừa người khác à? Tôi có thiếu gì tiền đâu. Tôi đã nhắc gì về vấn đề tiền đâu, mà sao cậu phải phủ đầu nhanh thế? Mà Thảo này, cậu muốn gọi công an đúng không? Cậu cứ gọi đi, để công an tới đây ấy, bắt kẻ lừa đảo này luôn. Cậu... Mà cậu Ân này, tôi tưởng bây giờ cậu đang phải ung dung ngồi ở vị trí giám đốc công ty đa gia rồi chứ. Sao bây giờ lại lang thang ở đây, lấy danh nghĩa cũ là trưởng phòng kinh doanh công ty FPM để đi lừa dòng tiền của người khác vậy? Tôi thích thế đấy, thì làm sao? Thế thì tôi nói cho cậu biết, ở đời này ấy, không phải cứ thích làm việc gì là có thể làm được đâu. Đặc biệt ấy, là mấy cái hành vi phạm pháp. Việc làm của cậu là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Chuyện cậu bóc lịch ấy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chuyện này là sao? Tôi không hiểu. Thảo này, trước đây cậu ta chính là trưởng phòng kinh doanh công ty FVM, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Cậu ta đang lừa lòng tin của cậu, rồi chuẩn bị cầm tiền và chạy mất đấy. Cậu đừng có quá đáng. Làm gì có bằng chứng mà nói tôi lừa đảo chứ. Tôi lại quay lại video của nói chuyện lúc nãy của hai người rồi. Chỉ cần tôi đưa nó cho công an và đứng ra xác nhận cậu không còn là nhân viên của công ty FVM nữa, thì cậu thử nghĩ xem, cậu có thể trốn thoát không? Cậu được lắm. Cái thằng lừa đảo, mày trả tiền cho tao. Đây,
trả cho cô. Coi như hôm nay tôi xui xẻo. Không phải đâu, cậu nên cảm thấy may mắn vì hành vi phạm pháp của cậu chưa thành công đi. Còn nếu không ấy, sự trả giá của cậu sẽ đắt gấp nhiều lần đấy. Tôi lại tiếp tục thua cậu nữa rồi. Tại sao ông trời luôn đứng về phía cậu cơ chứ? Ở đời chẳng có sự hơn thua nào cả. Bởi vì mọi sự so sánh ấy, chỉ đều là khập khiễng thôi. Cậu đi nước cờ này quả là sai lầm rồi đấy. Tôi nghĩ cậu nên đi một nơi khác và tu chí làm ăn lại đi. Tôi còn có thể làm lại được sao? Liệu có công ty nào muốn nhận lại tôi không? Tất nhiên là có rồi. Hành vi của cậu tôi sẽ không truy cứu nữa. Tôi chỉ mong rằng từ nay về sau cậu không mắc phải những sai lầm như thế này. Cậu là người có tài, nhưng cái tài của cậu nên dùng đúng chỗ đi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Được rồi, tôi tin cậu sẽ tìm được con đường mới thành công. Cô Thảo này, tôi xin lỗi vì đã lừa cô. Mong cô bỏ qua cho tôi. Cứ tưởng vớ được phải mối ngon, tọt vào công ty làm luôn. Ai ngờ gặp phải cái thằng lừa đảo này. Thôi anh đi đi, anh đi cho khuất mắt tôi. Cảm ơn anh rồi, tôi đi đây. Thế là đi tòng cái mối ngon rồi. Mà lúc nãy tôi nghe cậu nói cậu là chủ tịch của công ty FVM sao? Đúng vậy. Vậy mà lúc nãy tôi lại chê bai, khinh bỉ cậu. Thật là ngại quá. Không sao đâu, vì những lời nói đó ấy, mà tôi mới có được thành công ngày hôm nay đấy. Bất kể việc gì cũng vậy, phải trải qua một thời gian khó khăn thì mới có ngày được hái quả ngọt. Cậu hiểu chứ? Cậu đúng là người có nghị lực. Tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy. Chẳng ai như tôi, trong tay vẫn chưa có gì. Có hay không ấy là do bản thân mình cố gắng thôi. Nếu như cậu tìm đúng được con đường của mình thì mọi thứ sẽ trở lên nhanh thôi. Và thôi, bây giờ tôi còn có việc, tôi đi trước. Chào cậu nhé. Dù sao tôi cũng cảm ơn cậu vì cậu đã cho tôi hiểu được vấn đề. Hy vọng sẽ có một ngày tôi được làm việc với cậu. Tôi đi trước. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Đây là giấy tờ về căn nhà, mọi thủ tục đã hoàn thành xong hết ạ. Em gửi anh. Tôi cảm ơn cậu. Mà em vẫn đang thắc mắc, công ty mình thi thoảng mới về quê một lần, tại sao anh lại mua căn nhà này ạ? Hay là anh định mở chi nhánh thêm hả anh? Không phải mua cho tôi, mà là tôi mua để tặng một người. Tặng một người sao? Em nghĩ người đấy chủ tịch quý lắm nên mới tặng khối tài sản lớn như vậy ạ. Nói như vậy cũng đúng, nhưng nói đúng hơn ấy, người đó chính là ân nhân của tôi đấy. Ân nhân của chủ tịch sao? Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, nếu như không có người đó giúp đỡ tôi, đóng tiền học phí cho tôi, thì có lẽ tôi không thể nào tiếp tục đi học được, và cũng không thể nào có được thành công ngày hôm nay. Tôi vẫn nhớ ân tình này, bây giờ mới có dịp đền đáp, nên tôi muốn giúp đỡ họ. Nghe chủ tịch nói vậy mà em muốn làm người tốt quá. Đúng là ở hiền gặp lành mà. Thôi đi, đã làm người tốt ý, thì đừng mong được đền đáp. Lúc trước người ấy giúp đỡ tôi cũng đâu nghĩ đến chuyện được tôi trả lại đâu. Mà cậu xem đi, bao nhiêu năm rồi mà bây giờ tôi mới nghĩ đến chuyện đền đáp đấy thôi. Chủ tịch nói cũng đúng ạ. Mà thôi, cũng không còn sớm nữa. Cậu lái xe đưa tôi về quê đi, tôi cần phải gặp người ta đã. Dạ vâng, em mời anh ạ. Đây rồi, mày đây rồi. Mau trả nợ đi. Hai người lại đến đây đòi tiền đúng không? Biết thế thì mau trả đi. Cứ để bọn tao phải đi kiếm, mày không biết xấu hổ à? Có dăm ba cái đồng bạc này mà nợ hết ngày này qua tháng đó, mày không thấy xấu hổ ấy? Nhưng mà bọn tao xấu hổ thay mày đấy. Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng mà dạo này mẹ tôi bệnh quá, nhà thì túng thiếu, cho nên tôi xin hai người cho tôi khất nợ thêm vài hôm nữa được không? Lại viện lý do. Mẹ mày có bao giờ khỏe đâu mà lại ốm. Đợi mẹ mày khỏe để trả tiền ý, thì biết đến bao giờ? Không nói nhiều nữa, trả tiền ngay. Tôi xin hai người đây, mấy hôm nữa tôi bán rau, tôi sẽ trả cho hai người ngay mà. Không có dài dòng nữa, bọn tao làm gì có thời gian mà đợi mày hả? Hôm nay mày mà không trả ấy, bọn tao phá nát cái ruộng rau nhà mày nhá. Hai người đừng làm thế mà.
Mấy hôm nữa là tôi thu hoạch rau rồi. Hai người cho tôi khất thêm vài hôm nữa. Tôi có bao giờ quỵt nợ ai đâu. Ai mà biết được. Ngày trước mày không quỵt, nhưng bây giờ mày quỵt thì bọn tao làm gì được mày. Nói tóm lại là trả tiền đi. Mong hai người nể tình xưa nghĩa cũ. Ngày trước lúc tôi có tiền, tôi cũng từng giúp đỡ hai người. Mà cho tôi khất nợ thêm vài hôm nữa được không? Nhất định tôi sẽ trả đủ mà. Sao? Bây giờ nó còn lôi chuyện cũ ra để bọn tao mủi lòng cho mình thiếu nợ à? Mày cũng khôn thật đấy. Lại còn dở cái giọng tình xưa nghĩa cũ à? Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi mong hai người cho tôi thư thư thêm vài hôm nữa. Có tiền tôi sẽ trả ngay, trả đủ luôn mà. Bọn tao không thích thư thư cho mày đấy. Thì mày làm gì được bọn tao? Ai bảo ngày xưa mày cu, mày giàu, mày cho tiền người khác. Bây giờ nghèo rồi lại còn bắt bọn tao trả ơn cho mày à? Ngu thì chết cho mày thật gì. Đấy, ngày xưa ấy thì có tiền, ra vẻ lắm, cho hết đứa này đến đứa kia, đóng tiền học phí. Đấy, bây giờ mày đòi thử xem có đứa nào nó trả mày không. Đúng là vì mày cu nên mày mới phá sản đấy. Cho tiền người khác mà không viết giấy nợ, có chó đâu trả cho mày. Tôi chưa từng có ý định đòi. Chỉ là tôi mong hai người thông cảm, nể tình xưa nghĩa cũ mà thư thư cho tôi vài hôm. Nhưng xem ra hai người không hề nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa. Vậy được rồi, ngày mai tôi sẽ trả tiền ngay cho hai người. Được, mày nói thì nhớ giữ lời nhá, đừng có như mấy lần trước. Nói thế mới chịu trả tiền ra, đúng là không thể nhỏ nhẹm cái loại như mày được. Thôi em, mình đi về, ngày mai qua lấy tiền. Nhớ ngày mai phải có đủ tiền cho tao đấy. Em đúng là hay thật đấy. Nói đến mức nó phải ói tiền ra cho mình. Đúng là không ai giật lợi của em được mà. Tất nhiên, đòi nợ là một nghệ thuật, nhưng người đi đòi nợ là một nghệ sĩ. Làm gì cũng phải có cách giải quyết riêng của nó. Em không đòi thì thôi, chứ em mà đòi đứa nào cũng phải bỏ tiền ra trả. Mà kể ra ấy, con bé Trúc đấy cũng xui thật. Ngày xưa ấy, nhà nó giàu nhất làng mình. Thế mà từ ngày mẹ nó đổ bệnh, nó lại nợ một đống như thế đấy. Em thấy đó không phải là xui, mà là ngu mới đúng. Ngày xưa lúc nhà nó giàu, nó mang tiền đi giúp đỡ hết ngày này đến ngày khác. Nếu mà nó cầm số tiền đấy để mà cho vay lãi, thì có phải bây giờ đẻ ra ố tiền rồi không? Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Em nói cũng đúng. Quá đúng chứ cũng đúng cái gì. Anh xem, từ lúc em cho vay lãi, ngày nào lãi mẹ cũng đẻ lãi con. Tiền đẻ ra tiền như vậy, chẳng mấy chốc mình lại giàu nhất làng ấy chứ. Thế nhưng mà có một chuyện ấy, anh cứ thắc mắc mãi. Chuyện gì? Thì anh hỏi thật nhá, tiền ở đâu mà em cho người ta vay đấy? Theo như anh được biết ấy, thì em làm gì có tiền? Em không có tiền, nhưng mà em có não. Thời buổi bây giờ ấy, chỉ cần dùng não là có tiền thôi. Em nói thế là sao? Em nói cho anh một bí mật nhá. Bí mật gì? Con Trúc ngày xưa tuy nhà nó rất giàu, nhưng mà nó ngu lắm. Nó thấy ai nghèo khó là đều bỏ tiền ra giúp đỡ, nhưng lại không dám trợn mặt ra giúp. Thế thì liên quan gì đến việc em có số tiền kia? Em còn chưa nói xong cơ mà. Nó không dám trợn mặt ra giúp nên em mới xung phong nhận trách nhiệm giúp nó trao tiền cho những người đấy, lấy danh nghĩa là của em. Ồ, sao tự dưng em lại có lòng hảo tâm đi giúp đỡ người khác thế? Anh hiểu em là người như thế nào mà. Em thì làm gì có chuyện giúp đỡ người khác mà lại không nhận được lợi lộc gì. Bao năm nay em đi thu tiền lãi đều là tiền của những người mà ngày trước con Trúc giúp đỡ đấy. Vậy tức là em mạo danh con Trúc để cho người khác vay tiền à? Sao lại gọi là mạo danh được? Tiền chính tay em trao cho người ta thì dĩ nhiên là tiền của em cho vay rồi. Còn Trúc thì làm gì có bằng chứng chứng minh tiền đấy là tiền của nó đâu. Em đúng là thông minh thật đấy. Thế mà em cũng nghĩ ra được. Đấy là do em có đầu óc kinh doanh từ nhỏ thôi. Anh xem, bao năm nay em thu tiền từ khoản đấy, tích cóp càng nhiều thì quay về cho con Trúc vay. Nó có nằm mơ ấy thì cũng làm sao mà biết được. Thật ra số tiền đấy
lại là tiền của nó. Đấy ấy, là do nó ngu thôi. Ngày xưa ấy, có nhiều tiền như thế, không đem đi mà đầu tư, lại thích vương vãi mỗi lần một ít. Này, nó mà có đầu óc kinh doanh như em ấy, thì đâu có phải nghèo như bây giờ. Chuyện, anh nghĩ tìm được một người thông minh như em mà dễ à? Biết rồi, biết là em thông minh rồi. Thôi, bây giờ anh với em đi thu lãi mấy nhà nữa, xong rồi còn về. Đi thôi. Ơ, Huyền, là cậu phải không? Đúng rồi. Cậu là... Là tôi, Tân đây, cậu không nhận ra tôi à? Tân nào ấy nhỉ? Ngày xưa tôi học chung trường với cậu, chắc là khác lớp, nên cậu nhận rõ ra tôi thôi. À, tôi nhớ ra rồi. Có chuyện gì không? Lúc trước tôi bận công việc trên thành phố quá, nên không về quê tìm cậu được. Số tiền mà ngày trước cậu cho tôi mượn để đóng học phí ấy, tôi vẫn nhớ mãi. Cho nên tôi về đây muốn tìm cậu để trả lại. À, tôi nhớ ra rồi. Chuyện tiền tôi cũng nói thẳng, cậu đừng phật ý nhá. Cậu cứ nói đi. Cậu có ý trả tiền cho tôi là rất tốt. Nhưng mà cậu cũng biết đấy, thời thế thì thay đổi, vật giá thì leo thang. Một đồng ngày xưa bằng 10 đồng bây giờ. Cho nên như thế nào? Cho nên nếu cậu trả tiền cho tôi thì tôi phiền cậu, trả kèm số lãi cho tôi nữa nhá. Dù sao thì cũng nhiều năm rồi mà. Cậu nói sao cơ? Tiền lãi á? Ừ. Cậu không muốn trả đấy à? Không phải, tôi không hề có ý đó. Không có ý đấy thì là gì? Vay tiền nhiều năm, tính lãi là điều hiển nhiên rồi. Tiền tôi là tiền đứng tiền nằm, chứ không phải tiền ngồi đâu. Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu định quỵt đấy à? Này, đừng có giở cái trò đấy ở đây nhá. Chưa đứa nào quỵt tiền được của bọn này đâu nhá. Không phải đâu, tôi chỉ đang nghĩ xem là cái số tiền đó ấy, thì tôi nên trả bao nhiêu tiền lãi cho đủ thôi. Ui giời, thế mà cậu không nói sớm. Chuyện tính lãi là nghề của bọn tôi, cậu không phải lo đâu. Bây giờ cậu chỉ cần trả tiền cho bọn tôi thôi. Nhưng mà... Nhưng sao? Hôm nay tôi không nghĩ sẽ gặp được cậu, cho nên tôi không đem theo tiền. Hay là để ngày mai đi, ngày mai tôi đem tiền đến được không? Lại khất à? Lấy cái gì để chứng minh là ngày mai cậu sẽ đem tiền đến? Hai người cầm danh thiếp này đi. Ở trên đó có ghi tên công ty của tôi, hai người chỉ cần đến đó tìm tôi là được. Ôi. Cái gì? Cậu là chủ tịch công ty SVM? Đúng vậy. Thôi được rồi, thế thì ngày mai ấy, bọn tôi sẽ đến tìm cậu nhá. Cậu cứ chuẩn bị điện đi nhá. Chút nữa bọn tôi sẽ gửi tin nhắn số tiền cần trả qua số điện thoại cho cậu. Hai người yên tâm đi, tôi sẽ trả đủ mà. Mình đi thôi anh. Đi thôi. Alo, tôi cần cậu tra rõ tôi việc này. Tôi cần biết rõ mọi chuyện trong ngày hôm nay. Hôm nay đúng là may mắn thật đấy. Tự dưng ấy, lại có đứa tự nguyện đem tiền đến cho mình đấy. Em thấy đó là một chủ tịch công ty lớn. Em đang nghĩ không biết đòi nó bao nhiêu tiền cho đủ bây giờ nhỉ? Đúng đấy. Thằng này nó đâu có thiếu tiền đâu. Bọn mình ấy phải tranh thủ lừa nó một vố lớn mới được. Phen này thì bọn mình lời to rồi. Tự nhiên có một đống tiền rơi trúng vào đầu, không muốn thử cũng không được. Mà nghĩ lại, con Trúc đúng là ngu thật. Mang tiền đi vương vãi khắp nơi, xong cuối cùng có được cái lợi gì đâu. Chỉ thấy lợi cho bọn mình thôi. Thế mới phải nói. Mà thôi, mặc kệ nó đi, bây giờ bọn mình đi đòi nợ đốt đã. Đi thôi. Này, cái con kia,
tiền của bọn tao đâu. Tiền gì? Tiền tôi nợ các người, tôi đã trả đủ từ khi sáng rồi cơ mà. Bây giờ còn đòi tiền gì nữa? Tiền đấy chỉ là tiền gốc, còn tiền lời mày thiếu bọn tao đâu. Tiền lời? Tiền lời hàng tháng tôi đã trả đủ rồi, bây giờ còn đòi tiền lời gì nữa? Bọn tao đòi nợ, mày khất lên khất xuống, cho nên phải tính thêm chi phí trễ hẹn. Đúng ra ấy, là mày phải trả cho bọn tao 10 triệu nữa mới đủ. Cái gì? 10 triệu? Đúng vậy. Hơn nữa, mày phải trả đủ cho bọn tao trong ngày hôm nay. Bọn tao không đồng ý cho mày vay thêm nữa đâu. Vì nhìn cái mặt của mày ấy, chẳng có uy tín gì cả. Này, hai người quá đáng vừa thôi. Ban đầu tôi vay hai người 5 triệu tiền gốc, vậy mà lãi mẹ đẻ lãi con. Ngày này qua ngày khác, tôi đã trả mãi không hết rồi. Bây giờ, hai người còn tính đòi thêm tiền lãi nữa à? Bọn tao vốn dĩ cho vay đặng lãi, ai bảo mày ngu mới đâm đầu vào. Bây giờ có trách móc bọn tao nữa à? Tôi biết là hai người cho vay lãi, nhưng mà tôi cũng phải nói lý lẽ chứ. Tôi đã phải trả gấp chục lần tiền gốc rồi, bây giờ hai người còn định đòi thêm à? Bọn tao có đòi thêm ý, thì mày cũng phải trả. Đừng có lằng nhằng, nếu không ý, cái ruộng rau nhà mày sẽ bị xâm phạm đấy. Tôi chưa gặp ai mà quá đáng như hai người đấy. Thế thì hôm nay mày gặp rồi đấy. Mà thôi, không nói nhiều nữa, mau trả tiền cho bọn tao nhanh lên. Mày mà nói thêm nữa thì tiền lãi sẽ tăng lên đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Cậu tập hợp tất cả những bằng chứng đó lại cho tôi. Tôi có việc cần dùng tới. Thật đúng như mình nghĩ, giấy không bao giờ có được lửa. Trên đời này không có bí mật nào mãi mãi là không bị phát hiện. Tôi không trả đấy. Con này gan nhở? Hôm nay mày ăn phải gan hùm mật gấu à? Mà dám mặt vào tao? Tôi đã nhịn hai người đủ rồi, hai người đừng có mà được nước lấn tới. Tôi sẽ không để hai người ức hiếp mãi đâu. À, mày đã nghĩ tới hậu quả khi mà dám bật bọn tao chưa? Làm cái gì cũng phải dùng cái não một chút nhá. Hai người không phải nói nhiều, hai người cho vay nặng lãi như thế thì khác gì là ép chết người khác đâu. Tôi sẽ không để cho hai người tiếp tục hút máu đâu. Này, mày nói như thế là mày muốn quệt bọn tao có đúng không? Tiền tôi đã trả đủ cho hai người rồi, hai người đừng có mà thấy thế rồi tiếp tục lợi dụng. Tôi không phải con ngu để cho hai người bòn rút đâu. À, đã dám quỵt tiền mà còn lắm mồm à? Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay. Để anh giúp em một tay. Đi. Dừng lại. Hai người làm cái gì vậy? Sao lại là mày? Mày đến để trả tiền cho bọn tao đấy à? Tôi không phải đến đây để trả tiền cho hai người, mà tôi đến đây để thông báo cho hai người một tin. Tin gì? Tôi đã điều tra rõ mọi việc rồi. Người mà ngày xưa ra tay giúp đỡ những bạn học nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn trong làng chính là cô Trúc đây. Cô ấy không muốn ra mặt nên đã nhờ cô giúp đỡ. Chuyện này thì có liên quan gì đến mày? Đúng là tao nhìn thấy nó giúp đỡ những người khó khăn đấy, nhưng như vậy là có lỗi hay sao? Như vậy đúng là không có lỗi, nhưng cô không chỉ làm như vậy mà cô còn làm những điều quá đáng hơn kìa. Cô ta đã làm gì vậy? Cô ta tự thừa nhận số tiền năm xưa giúp đỡ là của cô ta và bắt những người được giúp đỡ phải trả một số tiền lãi khổng lồ. Cái gì? Cô còn dám làm những chuyện như vậy à? Không chỉ thế đâu, mà bao lâu nay cô ta còn dùng số tiền lừa được để cho vay nặng lãi và thu về một món nợ không hề nhỏ đâu. Mày, mày đừng có mà ăn không nói có. Tiền đấy là tiền của tao, không liên quan gì đến con bé này cả. Thế à? Vậy thì cô cứ nói như vậy với cơ quan công an. Cái gì mà công an? Mày đang nói cái gì thế? Tôi đã giao nộp tất cả những chứng cứ mà tôi thu thập được cho cơ quan chức năng rồi. Cô nên từ từ mà suy nghĩ xem mình nên nói gì với họ đi. Cái gì? Theo như tôi được biết ý, thì tôi lừa đảo và cho vay nặng lãi sẽ phải ngồi tù không ít năm đâu. Cô Trúc này, bao nhiêu năm nay tôi không hề biết cô ta mạo danh cô. Tôi thật sự cảm ơn cô vì những giúp đỡ năm đó. Không có gì đâu, đấy chỉ là những chuyện nên làm thôi mà. Tôi đã biết được hoàn cảnh hiện tại của cô, và tôi cũng đã mua một cửa hàng ở trên thị trấn để tặng cho cô nhằm tri ân cô năm đó. Ngày mai nhân viên của tôi sẽ đưa cô đi làm thủ tục sang tên. Không được đâu, món quà quý như vậy tôi không dám nhận đâu. Cô xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp như vậy. Cô không cần phải ngại đâu. Cũng giống như một số kẻ xứng đáng lãnh hậu quả bởi những hành động mà họ đã gây ra vậy. Anh à,
chúng tôi biết lỗi rồi. Anh có thể cho chúng tôi một cơ hội để sửa sai không? Đúng vậy đấy. Để tỉnh là bạn học cũ, anh tha cho bọn tôi đi. Cho hai người một con đường sống à? Vậy khi những con nợ khóc lóc van xin hai người cho họ một con đường sống thì hai người đã trả lời như thế nào? Hai người quên rồi à? Cô Trúc, để tôi đưa cô về. Bye cô. Làm thế nào bây giờ? Anh tưởng em yêu hắn ta vì tiền chứ? Đúng, là em yêu vì tiền. Nhưng chia tay ý, là vì thứ khác cơ. Kẻ thất bại trong thành phố đã lủi thủi về quê rồi mà vẫn còn mượn bác trai thành phố để đi tán gái à? Tao cười. Anh Tân không ạ? Thảo đấy à? Anh xin lỗi nhá. Anh đang để ý xem hoa quá nên không để ý tới em. Trông anh với bộ dạng làm vườn này, em suýt sợ mình nhìn lầm. Mà đi qua không cho hỏi đấy. Biết làm sao bây giờ? Hôm nay anh đang lỡ tay trồng vườn hoa cho bố mẹ chơi Tết. Nhưng mà chẳng may thì hết hoa mất. Anh tiện ra đây mua hoa rồi về làm vườn tiếp. Trông anh lâu thôi quá nhở? Dạ không, chỉ là lần đầu gặp mặt, em sợ mình nhìn lầm. Mà em cũng không nghĩ anh lại về quê chơi Tết sớm như vậy. Em cũng biết lý do rồi đấy. Tết năm nay có điều đặc biệt hơn Tết năm ngoái nên anh về quê chơi sớm. Em phải về rồi. Anh ở lại xem hoa đi nhá. Anh sẽ sớm qua nhà em chơi. Hẹn gặp lại. Chào anh ạ. Hoa này giá cả thế nào anh trai? Huyền, lâu rồi không gặp. Dạ, đúng là lâu rồi không gặp. Cứ tưởng thời gian trôi qua sẽ làm con người ta thay đổi, hóa ra là không phải vậy. Em muốn nói anh đấy à? Không nói anh thì nói Hoa chắc. Anh lại cứ tưởng em đang nói em cơ đấy. Đúng là thời gian quá lâu rồi để cho người ta trưởng thành. Nhưng mà xem ra em vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Em vẫn vậy nhỉ? Là em vẫn còn hồn nhiên như thủa trong mắt anh ấy à? Em nghĩ sao cũng được. Ai đây? Nói thế nào bây giờ nhỉ? Nên giới thiệu anh là anh bạn cũ hay người yêu cũ nhỉ? Cái gì? Người yêu cũ của em á? Làm gì mà anh phản ứng mạnh vậy? Cái mẫu người yêu ấy, ngày xưa của em cũng lạ nhỉ? Tôi là Tân. Còn anh là... Ân. Anh ấy là người yêu mới của tôi. Anh thấy chúng tôi thế nào? Rất xứng đôi vừa lứa. Ngày xưa ấy, em yêu cái bộ dạng gì đây? Tuổi học trò trẻ trâu ấy mà anh. Hồi đấy anh ta luôn chiều chuộng em. Em thích cái gì là anh ta mua cho em hết. Lúc nào cũng tò tò theo em đấy. Nói theo cách của anh ấy là bám đấy. Em nói anh biết. Trông anh ta như thế này thôi chứ ngày xưa cũng đẩy gái theo đấy. Nên là em để anh ta bám theo em. Tức là em thắng mấy con nhỏ bánh bèo kia rồi.
Hóa ra ngày xưa anh cũng có giá đấy chứ. Thế mà bây giờ anh mới biết đấy. Thế sao lại chia tay hắn ta? Sao anh biết em bỏ anh ta trước thế? Cái chuyện đơn giản như thế này mà cũng phải hỏi à? Thôi, câu này cứ để tôi trả lời cho. Là do ngày xưa tôi không đủ điều kiện để cung phụ cho cô ấy nữa nên bị đá. Bị đá mà anh có vẻ tự hào nhỉ? Cũng không hẳn tôi bỏ anh là chỉ vì tiền thôi đâu. Anh tưởng em yêu hắn ta vì tiền chứ? Đúng là em yêu vì tiền, nhưng chia tay ý là vì thứ khác cơ. Này, đừng nói là... Thì bởi vì em chán anh ta đến bỏ thôi. Thế mà làm anh cứ tưởng em có người cung phụng mới nên mới bỏ hắn ta chứ. Thì đúng là thế. Chứ tầm đấy thì yêu đương cái nỗi gì. Em ấy chỉ thể hiện với mấy bà bánh bèo kia thôi. Chứ nghèo kiếp xác như anh ta ấy, làm gì có tiền để thỏa mãn sở thích của em cơ chứ. Thấy nay hộp xoài, mai hộp cóc. Em thấy thương cái bao tử của em quá. Em mà tiếp tục yêu anh ta ấy, chắc em sớm nhập viện mất. Vậy nên là em ơi, có người mới và giải cứu bao tử. Em nói nghe, lúc đấy em từng nghĩ không chừng đến cả cóc xoài anh ta cũng không mua. Chắc là sẵn đồ nhà mang đến cho em ăn ấy mà. Em nghĩ cũng đúng rồi đấy. Chính vì anh làm cho em ăn nên anh đã đặt hết tình cảm của anh vào đó. Và cũng nhờ có vậy mà anh mới có nghề làm cóc, làm xoài ngâm, để kiếm sống qua ngày trong chuỗi thời gian mà anh chập chững lên thành phố để lập nghiệp. Thôi, nhân tiện đây thì cũng nên cảm ơn em. Cảm ơn em nhé. Mình đúng là có mắt nhìn xa trông rộng. Chứ không thì chắc bây giờ ấy thành bà thí bán hoa rồi ấy nhở. À, tôi nghe nói anh thất tình nên bỏ quê lên thành phố lập nghiệp. Anh nói sẽ quyết tâm làm giàu, khi có tiền và có quyền sẽ trở về cưới tôi cơ mà. Anh ta dám? Anh cứ sồn sồn lên làm gì. Anh nhìn bộ dạng của anh ta bây giờ xem, xem có giống người thành đạt không. Giống nghèo mặt cùng đinh thì có. Xem ra giấc mộng thành đại gia không thành nên phải về quê kiếm ăn đấy mà. Chà chà, với cái đám hoa hòe này ấy mà muốn ngựa ô kiệu vàng rước nàng về dinh ấy, xem ra còn xa tít đấy nhở. Thế nên anh cứ yên tâm, em vẫn là của anh nhá. Nhưng hoa thì của người khác. Nãy giờ chúng ta đang cản trở người ta bán hoa đấy. Với cả chắc tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói với hai người nữa. Tôi xin phép. Thôi, để người yêu mới mua hộ người yêu cũ vài chục cái chậu hoa, coi như là ngày mừng gặp lại. Em thấy anh đã đủ độ ngầu chưa? Thôi. Anh mua làm cái gì? Mấy chục chậu hoa của anh ý cũng không đủ để anh ta cưới vợ đâu. Về thôi anh. Thật ngại quá, hôm nay em sang chơi mà bố mẹ em lại không có ở nhà. Anh Quạc cũng bảo trước mà, hai ba làm sao lường được. Em không cần phải bận lòng đâu. Mặt anh chính gì à? Dạ không, em cười vì nhìn phong cách của anh hôm nay làm em lại nhớ đến hôm gặp anh ở chợ Tết ấy. Hôm đó có người nói anh ấy là trông anh nhà mặt cùng Đinh đấy. Ai lại ăn nói khó nghe vậy? Còn em thì lại thấy anh rất chân chất và dễ gần đấy. Thế hôm nay trông anh không dễ gần à? Em không có ý đó. Hôm trước thì nhìn chân chất, hôm nay thì lịch lãm. Hai tính cách trong cùng một con người, em cảm thấy thú vị đấy. Thật ngại quá, anh định buổi đầu tiên ra mắt vị hôn thê của anh trông phải thật oai phong, lẫm liệt cơ. Nhưng mà ai ngờ lại bị em bắt gặp trong bộ dạng ấy. Ôi, thế là lỗi của em sao? Mà này, em muốn buổi đầu tiên hẹn hò của chúng ta sẽ như thế nào? Chuyện đó thì anh làm chủ đi ạ. Vậy em cũng muốn đi xem vườn hoa mà anh trồng trông như thế nào không? Được ạ. Được cái gì mà được.
Làm gì ở đây? Kìa anh. Thảo, đây là... Đây là anh trai em ạ. Vậy chính là người đã... Đúng rồi ạ. Hai người to nhỏ cái gì đấy? Hả? Còn anh, tại sao trong nhà tôi? Định phê bạn em gái tôi đi à? Hả? Anh không ngăn cản chứ? Cái gì? Mày nghĩ mày có cửa lọt vào nhà tao à? Hả? Vậy hai anh quen biết nhau sao? Anh quen. Con quen. Thế là quen hay không quen? Anh mà phải quen với thằng khố rách áo ôm thế này á? Hả? Mặc dù hôm nay ấy, cũng có trưng diện đấy, nhưng mà cái mùi bùn đất ấy, nồng nặc quá, không ngửi được. Anh Nhân, anh Tân là khách của em kia mà. Thì sao? Anh cũng chưa hỏi tội mày đấy nhá. Suốt ngày ru rú ở nhà, đã không quen biết nhiều người thì thôi, kiếm người yêu ấy thì cũng phải kiếm đứa nào cho tử tế vào. Sao mày là đó? Hả? Là tôi thì sao chứ? Đĩa ấy, mà đồ đeo chân hạc à? Anh Nhân, anh thận trọng lời nói một chút đi chứ. Mày có biết đấy, nó là ai không? Em biết. Thế mày cũng biết đấy, là nó từng ve vãn người yêu anh không? Anh ấy ở tận thành phố, làm sao mà ve vãn người yêu của anh được? Kẻ thất bại chỗ thành phố, đã lủi thủi về quê rồi mà vẫn còn mượn cái mắt trai thành phố để đi tán gái à? Tao khinh. Ý của anh ấy là ngày xưa nó mê cái Huyền ý như điếu đổ, cũng lê lết yêu một thời gian, xong rồi bị đá đấy. Vậy thì có sao chứ? Mày nói thế là có ý gì? Mà khoan, đừng có bảo là mày yêu nó nhá. Nói, tại sao quen biết nó? Quen ở đâu? Quen khi nào? Anh làm gì mà anh tra vấn như tội phạm vậy? Anh ăn này, có những chuyện của Thảo ấy, anh sẽ không hiểu được, và cũng không tự làm chủ được. Vì vậy tốt nhất anh đừng xen vào, tránh làm cho cô ấy khó xử. Cái gì? Em gái tao ấy, tao không quản được. Không lẽ mày? Anh Tân, thay mặt anh trai em xin lỗi. Chắc hôm nay không tiện tiếp tục cuộc gặp mặt rồi ạ. Được, anh không sao đâu. Dù gì thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh ấy đối xử với anh như vậy. Anh về nhá. Chào anh. Đúng rồi, mang cái túi quà rẻ tiền kia đi, để ở đây chật nhà. Dù có là gì đi nữa thì cũng là đồ của em, anh đừng có mà can thiệp. Anh Tân, em tiễn anh. Mày ngồi xuống đây cho anh. Này, con mẹ kia. Có chuyện vậy sao? Ui, anh ta làm em bất ngờ đấy. Đúng là cái thằng thiểu năng, thế chẳng nghĩ được cái gì cả. Bước qua cửa ải của anh còn khó ấy, huống chi là cửa ải của ông bà già anh. Nó lấy đâu ra cái tự tin vậy không biết. Anh, chụp cho em góc này. Em lên lịch đi chơi tuần này chưa? Em cũng chưa nghĩ ra nữa. Hay là mình đánh một chuyến qua Sing mua sắm đi. Đồ Tết anh sắm cho em đâu còn gì. Em bảo qua đấy mua sắm, chứ có phải sắm Tết đâu. Mà anh nghĩ ấy, thời gian này không nên đi chơi xa. Anh không yên tâm khi mà để thằng Tân tiếp cận với cái Thảo nhà anh. Anh phải để mắt tới nó đấy. Bất ngờ chưa? Anh biết quan tâm đến người khác từ khi nào thế? Em ghen à? Đủ rồi hơi. Em biết anh tìm cơ hội để chơi khắp người yêu cũ của em thôi, chứ em quan tâm gì đến cái Thảo. Đúng là người sinh anh ra ấy, là bố mẹ anh, nhưng mà người hiểu anh nhất ấy, chỉ có em thôi. Mà này, anh cấm em nhá, không được gọi hắn ta là người yêu cũ nữa, nghe chưa? Quen với người như vậy, anh thì không thấy mất sang, chứ em thì thấy xúc phạm đấy. Thôi, anh xin. Cứ chu chu cái mỏ lên, nếu chúng gió độc thì làm sao? Thì không có ai bắt cho anh cách chơi khăm tên người yêu cũ của em chứ còn sao nữa. Cái gì? Em có cách á? Nói cho anh nghe đi.
đúng là độc thủ đấy. Gọi toàn những món cao lương mỹ vị, lại còn gọi nhiều như thế nữa. Để xem fan này hắn ta không trả được ấy, thì sẽ xử trí như nào. Thì đội thúng mà trốn, không tóm ló mặt trước cái Thảo chứ sao. Thế bữa hôm nay ai trả nhỉ? Anh cứ khéo lo. À mà sao anh có được số điện thoại của anh ta để hẹn? Anh mà lên tiếng ấy, cái Thảo giáo không đưa. Anh nói cho cái Thảo biết kế hoạch rồi à? Em nghĩ anh thế nào vậy? Anh ấy khờ nhưng mà không có ngu. Thế tại sao cô ta lại dễ dàng đưa như vậy? Chẳng phải cô ta biết anh chẳng ưa gì người yêu của cô ta hay sao? Bởi vậy mới nói, anh mà đã lên tiếng ấy, thì cái Thảo đâu dám chống đối anh. Chào anh chị. Anh chị không cảm thấy phiền thì tôi tới muộn chứ? Gọi bằng anh chị rồi kìa. Tôi cứ nghĩ ấy, là cậu sợ không dám tới cơ. Nhưng mà giờ tới rồi ấy, thì tốt thôi. Chỉ là đi ăn nhà hàng thôi mà, sao tôi phải sợ chứ? Anh làm tôi thắc mắc đấy. Anh dùng thẻ ngân hàng hay là tiền mặt thế? Dùng thẻ ngân hàng hay là tiền mặt đấy, thì chị cứ yên tâm đi. Bữa hôm nay tôi mời. Cậu không khó chịu khi mà bọn tôi order món rồi chứ? Tôi đã nói là tôi mời mà. Anh chị cứ gọi món thoải mái đi. Chúng tôi ấy mới lỡ gọi mấy chai rượu vang, loại đắt tiền thôi. Thế à? Anh có cần tôi giới thiệu vài loại rượu nổi tiếng mà giới thượng lưu hay dùng không? Bần mà đòi múa rìu trước mặt thợ, em bắt đầu cảm thấy thú vị rồi đấy. Để xem anh ta định giở trò gì. Anh dám cá ấy, là anh ta chưa từng nếm một giọt rượu Tây nào ở đó mà khoe khoang. Mà anh biết nhà vệ sinh hướng nào chứ? Để tôi gọi phục vụ hướng dẫn cho chị nhé. À không, ý của tôi ấy là anh cần, chứ không phải là tôi. Thế thì chị nhầm rồi. Tôi không phải là kẻ ăn xong rồi trốn chạy bỏ đi đâu. Chị sợ anh ấy không thanh toán tiền à? Thảo, em đến rồi à? Em ngồi đi. Sao mày lại ở đây? Chẳng phải anh là người đề nghị buổi gặp mặt này với anh Tân để giải quyết những hiểu lầm trước kia sao? Và mong là sẽ có buổi giao lưu với bạn trai của em gái mình. Như vậy em cũng là nhân vật chính, làm sao mà vắng mặt được chứ? Việc cái Thảo cũng ghê gớm đấy chứ, thế mà anh cứ bảo nó hiền. Có vẻ như sự hiện diện của em làm anh chị khó chịu nhỉ? Anh chỉ sợ ấy, tới lúc đó không phải một người mất mặt mà thêm cả mày nữa đấy. Đến lúc đó đừng có bảo anh mày không báo trước. Còn cậu nữa, hèn lắm. Sợ tôi gài bẫy nên là lôi kéo nó theo để làm bia đỡ à? Vậy hai người có biết tại sao nhà hàng này lúc nào cũng đông khách nhưng hôm nay lại vắng hoe như vậy không? Thì tại quán ế chứ sao? Là anh Tân đã bao chọn cho đến khi chúng ta dùng bữa xong đấy. Cái gì? Em của anh ý tưởng chúng ta là trẻ lên ba cơ đấy. Vậy anh có biết số nợ của mình là ai trả giúp không? Không phải là anh ta đấy chứ? Đúng vậy, là anh Tân. Là sao? Anh Ân này, ba mẹ của chúng ta là bạn thân chí cốt, anh biết điều đó chứ? Thì sao? Cái 5 lần 7 lượt anh gây nợ rồi bắt bố mẹ anh phải chịu thay, anh có nghĩ là dù là núi vàng ấy thì cũng phải hết không? Muốn nói gì ấy thì cứ nói tẹt ra, đừng úp bở. Anh còn lớn tiếng được à? Bố mẹ chúng ta phải khó khăn lắm mới mở miệng nhờ bố mẹ của anh ta giúp đỡ. Nếu không, giờ đây anh đã đi tù rồi. Bố mẹ anh ta nghèo kiếp xác thì làm sao mà có tiền cho vay được? Thế nên hai bác mới nhờ anh Tân giúp. Một thằng làm vườn sống trông chờ vào mấy chậu hoa mà có tiền tỷ cho vay á. Đúng là hoang đường.
Anh là tên làm vườn mà sống nhờ vào những chậu hoa mà chị ta nói á. Vậy thì xin trịnh trọng giới thiệu cho hai người biết, anh Tân đây là chủ tịch của công ty FVM, là một công ty truyền thông lớn. Doanh thu hàng năm của anh ấy có thể để ngập chết chị đấy. Em nói thật chứ? Em lừa anh làm gì? Thế không phải vì số nợ của anh mà bố mẹ bán em cho anh ta chứ? Sao cái việc gì qua đầu anh cũng đều trở nên méo mó vậy? Thì anh nghĩ tại sao hai đứa lại biết nhau? Cưới không được ấy thì ép cả. Đó là chuyện của chúng tôi, là do hai bên người lớn tác hợp với nhau. Nhưng mà quyền quyết định vẫn nằm ở chúng tôi. Anh nên tin em gái mình đi, cô ấy vẫn chưa chịu tiếp nhận tôi mà. Anh ấy có thể từ chối giúp chúng ta, nhưng đã không làm vậy. Cũng vì sự hiếu thảo và tính trượng nghĩa của anh ấy nên bố mẹ rất quý và muốn kết thành thông gia bố mẹ của anh ấy. Còn em thì yêu quý sự lương thiện và tính tế nhị của anh ấy nên mới đồng ý tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân. Đấy là đề nghị của anh ấy à? Có khác biệt gì khi là đề nghị của cô ấy chứ? Dạ, con nghe mẹ ạ. Mẹ đánh nhà hàng bảo an nhé. Vâng, tụi con đánh đầy đủ rồi ạ. Có chuyện gì đấy? Sao lại có cả bố mẹ đến? Không chỉ có bố mẹ chúng ta mà có cả bố mẹ của anh Tân nữa đấy. Tôi biết, giữa chúng tôi có thỏa thuận phải tìm hiểu nhau trước rồi mới quyết định có đi tới hôn nhân hay không. Nhưng mà đó chỉ là thỏa thuận trước khi gặp mặt thôi. Vừa hay khi tôi gặp Thảo, tôi thấy cô ấy là người phụ nữ tôi cần tìm. Thế nên ngày hôm nay, nhân cuộc hẹn với anh, tôi đã biến nó thành buổi gặp mặt giữa hai thông gia. Anh không cảm thấy khó chịu khi tôi không thông báo trước chứ? Sao vội thế? Thảo này, bố mẹ em sắp tới rồi phải không? Để đi đón nhé. Em đi cùng anh ạ. Cô Huyền, cô làm cái gì vậy? Bà thích bán hoa, trông em không giống à? Ý của tôi là cô ăn mặc như vậy để làm gì? Thì để bày tỏ thành ý xin lỗi anh. Xin lỗi cô, tôi đã có hẹn với Thảo, đừng để cô ấy thấy hình ảnh này, sẽ hiểu lầm đấy. Cô ta không đến đâu. Tại sao chứ? Vì em hẹn anh ra đây mà. Nhưng số điện thoại trong tin nhắn là của Thảo cơ mà. Thì em cập nhật điện thoại của em với Thảo. Anh Tân này, em biết là anh chấp nhận Thảo bởi vì anh đã giận em đúng không? Em xin lỗi, mình làm hoa anh nhá. Cô không cần phải bận lòng đâu. Thực ra ấy, tôi không hề để bụng chuyện gì cả. Em biết mà, anh đã từng yêu em rất nhiều thì làm sao anh có thể trách em được cơ chứ, đúng không? Mình yêu nhau thật lòng mà, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Xin lỗi, cô muốn nói gì vậy? Thôi, anh đừng trêu em nữa mà. Thế còn Ân thì sao? Thôi, anh đừng có nhắc đến anh ta nữa đi. Cái tên phá tài trí tử đấy ấy, em chỉ đùa vui thôi, chứ yêu đương cái nỗi gì. Em mà cưới hắn ta về ấy, để em trốn chui trốn lủi, người ta đến đòi nợ à? Nhưng mà tôi nghe nói anh Ân vì chiều chuộng cái thói ăn chơi hưởng thụ của cô nên mới gây nợ.
cô không cảm thấy cảm kích cho tình cảm của anh ấy dành cho cô à? Thế anh nghĩ là một việc em hưởng thụ à? Là anh ta cũng muốn thỏa mãn anh ta đi chứ. Mà thôi, anh đừng có nhắc đến anh ta nữa đi. Em chỉ yêu anh thôi, em không yêu anh ta đâu. Cô bỏ ra đi. Đồ trơ trẽn. Sao anh lại ở đây? Cô đừng có mà hiểu lầm. Chúng tôi chẳng phải theo dõi cô hay thông đồng gì với nhau để mà phơi bày bộ mặt giả chân của cô đâu. Thật may điện thoại của tôi có định vị nên anh em tôi mới tới đây để lấy. Nhưng không ngờ lại gặp được cảnh tượng thú vị này. Tôi thật không ngờ đấy. Tôi cứ nghĩ ấy, cô là người khinh bẩn, trọng phú giống như tôi. Nhưng mà tôi thật không ngờ cô ấy là do bản chất con người, đạo đức xấu xa của cô. Cô không hề coi trọng tình cảm của người khác dành cho mình. Và cô chỉ mong cầu hạnh phúc cho chính bản thân mình mà thôi. Anh nghĩ anh là ai mà đòi lên mặt dạy đời tôi? Một thằng con trai tệ bản như tôi ấy thì làm gì có tư cách dạy ai. Tôi chỉ đang tự vấn bản thân là tại sao lại u mê cô mà làm liên lụy đến gia đình mình thôi. Em mừng cho anh vì anh còn biết nghĩ tới gia đình. Sự việc hôm nay xảy ra hóa ra là việc tốt đấy. Cô kia, phiền cô trả điện thoại cho tôi. Làm phiền anh, đưa Thảo về trước đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nhà. Mình đi thôi em. Anh còn đứng đây làm cái gì? Chẳng phải anh cũng xem thường tôi giống bọn họ hay sao? Tôi sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi, tôi muốn nói với cô một điều. Anh lại còn giao giảng đạo đức nữa à? Tùy vào sự tiếp nhận của cô thôi. Cô không muốn nghe ấy thì tôi vẫn sẽ nói. Ở đời khó đoán, người đối với người cũng vô thường. Chưa biết tương lai ai sẽ hơn ai đâu. Nhưng có một điều mà ai cũng biết, đó chính là gieo hạt ngọt lành thì sẽ cho ra quả ngọt lành. Cô vẫn còn thời gian để cày sới và xây dựng lại khu vườn của mình đấy. Tôi có làm gì thì liên quan gì tới anh? Cô đừng cố chấp nữa. Người chịu thiệt thòi chỉ có bản thân cô mà thôi. Chào cô. Anh Tân, em mua trà sữa vị anh thích này, anh uống đi cho mát. Này, lại định xin xỏ anh chuyện gì đúng không? Nói xem nào. Sao anh biết ạ? Thế anh mới là anh trai của em chứ. Anh chỉ cần nghe nhạc ấy là anh đoán được chương trình ngay. Nhìn em làm gì là anh biết liền. Sao, có chuyện gì, nói đi. Anh đúng là người yêu em nhất mà. Còn bé này, phải nói là ấy, anh đúng là người thương em nhất, rõ chưa? Thì em nói nhầm. Thế sao? Bây giờ nói được chưa tiểu thư? Chả là em thích pha chế cà phê, mà nhìn những người thưởng thức cà phê hài lòng ấy, em lại thấy vui. Thế cho nên là em muốn đi làm nhân viên bán cà phê ạ. Cái gì cơ? Đi bán cà phê? Em nói thật hay nói đùa đấy? Em nói thật mà. Anh nói cho em biết này, cái công việc bán cà phê ấy, tưởng rằng nhẹ nhàng nhưng mà hơi bị vất vả đấy nhá. Liệu có làm nổi không? Anh cứ xem thường em. Anh còn làm chủ tịch được cơ mà. Em gái anh có mỗi việc đi bán cà phê còn con, thế mà không làm được. Nhỉ. Thế là anh đồng ý rồi nhá. Con bé này, anh đồng ý bao giờ? Chưa đồng ý nhá. Thôi, anh đồng ý đi mà. Chỉ được cái khéo nịnh thế. Thôi rồi, nhưng mà nhớ ấy, là không được làm quá sức đâu đấy. Vâng, thế thôi, em đi chuẩn bị đây. Thế hóa ra là chuẩn bị trước rồi à? Thế mà còn bày đặt xin anh trai. Tức là cái đồ xỏ lá bà que à?
Phục vụ! Phục vụ đâu rồi? Chào chị, dùng gì ạ? Tưởng ai? Thì ra là mày à? Trông mày vẫn quê mùa, không thấy khá lên được nhở? Còn cậu thì vẫn thích châm chọc người khác như xưa nhở? Tao thích như thế đấy. Căn bản là nhìn những đứa nhà quê như mày là tao không chịu được. Thì cậu cũng cùng quê tôi đấy thôi, có khác gì nhau đâu. Ơ, khác chứ. Tao là dân thị trấn, còn mày cũng chỉ loanh quanh ở cái xó lạc bán cá tanh tưởi vào thôi. Tôi có bán cá ấy, thì cũng không xin ai một đồng một xu nào, chứ không như người khác chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ. Mày ghen tị vì không có tiền như tao nên cố tình xỉa xói tao đấy à? Xin lỗi, mày không có cửa đâu. Mày mãi mãi không biết thế nào là hưởng thụ cuộc sống đâu. Cậu nghĩ ai cũng như cậu à? Mỗi người mỗi cảnh. Cậu có cách hưởng thụ cuộc sống của cậu, còn tôi có cách hưởng thụ cuộc sống của riêng mình. Mày cũng dám nói ra hai từ hưởng thụ cơ á? Ngày trước thì bán cá tanh tưởi, còn bây giờ thì lại chuyển sang nghề phục vụ cà phê. Tuy có khá hơn trước, nhưng mà chốt lại cũng chỉ là công việc hạ đẳng của những kẻ không có tiền mà thôi. Tôi có đi bán cà phê thì cũng không xin xỏ ai một đồng nào hết. Mà này, liệu sau này mày có chuyển sang nghề đi bán thân để kiếm tiền không nhỉ? Cậu ăn nói cho đàng hoàng. Tao thích như thế đấy, mày làm gì được tao? Nếu cậu đến đây để uống cà phê thì cậu dùng gì để tôi mang ra? Còn cậu không uống ý, thì mời cậu về cho. Tôi không có thời gian để tiếp cậu đâu. Thôi được rồi, tao muốn mày phục vụ cho tao. Cho tao một cốc nước cam. Cậu chọn bàn đi, để tôi mang ra cho cậu. Của cô đây. Mày pha nước cam kiểu gì mà chua thế này? Mày pha cho uống đấy à? Chính cậu gọi nước cam là gì? Này, mày thái độ phục vụ khách kiểu đấy à? Mày chưa nghe câu khách hàng là thượng đế hay sao? Gọi chủ quán ra đây cho tao. Chào cô, có chuyện gì vậy anh? Thưa cô, tôi là quản lý ở đây. Có chuyện gì ấy, cô cứ nói với tôi. Con bé này làm việc không tốt, tôi muốn anh đuổi việc nó. Anh Đức, em... An này, em đi vào trong làm việc khác đi. Chuyện này anh giải quyết được. Này con kia, mày định đi đâu? Cô à, cô ấy chỉ là nhân viên thôi. Chỉ có tôi mới đáp ứng đủ nhu cầu của cô thôi. Nhưng mà tôi muốn anh đuổi việc cô ta. Anh có giải quyết được không? Đuổi việc? Được. Nếu mà cô ấy sai thì tôi sẽ đuổi. Thì cô ta sai lù lù ra đấy thôi. Được rồi, thế giờ cô cùng tôi đi check camera. Nếu mà cô ấy sai, tôi sẽ đuổi. May cho cô ta là hôm nay tôi có việc bận đấy. Nếu không ý, tôi phải làm cho ra hôi ra khoai. Vâng, tôi cảm ơn cô vì đã không tra cứu. Thôi, em làm việc tiếp đi nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, xong rồi nhá. Sao, có chuyện gì mà trông cái mặt khó coi thế kia? Không có gì đâu ạ. Không có gì á? Không có gì mà trông cái mặt xị ra thế kia à? Này, anh nói cho em biết nhá. Anh là anh trai của em đấy. Anh đi guốc cho bụng em đấy. Sao, nói nhanh. Ai bắt nạt, anh trừng trị cho. Là khách hàng ở quán cà phê. Tôi biết ngay mà. Đấy, anh nói thế nào? Anh bảo là ở nhà anh nuôi thì không nghe, cứ nằng nặc đòi đi làm nhân viên quán cà phê. Bây giờ thì xong rồi đấy. Sướng chưa, chưa? Nhưng đấy là công việc mà em yêu thích mà. Nếu là công việc yêu thích ý, thì phải biết chấp nhận nó.
Còn nếu như không chấp nhận được ấy thì thôi, bỏ, nghỉ làm thôi. Không, em không nghỉ đâu. Anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng làm công việc em yêu thích. Cái con bé này hết nói nổi mà. Thôi rồi, anh cho em một cơ hội cuối cùng nhá. Nếu lần sau về nhà mà còn như thế này nữa ấy, thì thôi, viết đơn xin nghỉ việc ngay và luôn, khỏi phải bàn. Vâng, chỉ có anh là thương em nhất. Cái con bé này lúc nào như trẻ con. Nói chưa, anh nấu cơm rồi đấy. Đi ăn cơm nhá, đi. Này cái con bé kia, mày đi đâu đấy? Cô bảo tôi đấy à? Tưởng ai? Thì ra là mày à? Con nhà quê. Mày vào đây làm gì? Định ăn trộm ăn cắp gì ở đây? Đúng là miệng chó không thể mọc nổi ngà voi mà. Này cái con dai kia, mày bảo ai miệng chó thế à? Tôi bảo ai thì cô tự biết, sao phải hỏi tôi? Cái lời nói của mày ý, cũng tanh tưởi như cái mùi cá của mày đấy. Mau tránh xa tôi ra, không lại ám hết vào người tao. Thế thì cô tránh xa tôi ra một chút đi, đừng cản đường tôi. Mày định đi đâu? Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cô? Đúng là cái đồ nhà quê. Mày nghĩ công ty này là cái nhà của mày đấy à? Mà mày muốn đi đâu cũng được. Mau cút ra khỏi đây cho tao. Tôi đi tìm chủ tịch. Cái gì? Mày đến gặp chủ tịch á? Cái loại vô học như mày ấy thì có chuyện gì mà đòi gặp chủ tịch? Hay là mày muốn đến để ve vãn chủ tịch đấy à? Tao nói cho mày biết, mày không có cửa đâu. Chủ tịch phải là của tao. Chỉ có tao ấy mới xứng đáng với chủ tịch thôi. Mày hiểu chưa? Cô là cái thá gì mà gần gũi anh ấy? Tao là thư ký riêng của anh ấy, đương nhiên là người gần gũi nhất với anh ấy rồi. Thế à? Thế thì tôi là em gái của chủ tịch. Cô nói xem ai gần gũi hơn nhở? Cái cỡ mày mà là em gái của chủ tịch ấy thì chắc tao phải là vợ của chủ tịch rồi. Rồi thì cút ra khỏi đây đi, đừng có để tao phải gọi bảo vệ tống cổ với tao ngoài. Cô... Alo ạ? À? Em về quán ngay nhá, quán đang đông khách quá, mấy anh làm không hết. Dạ vâng ạ. Định đấu với chị á? Còn non lắm. Vào đi. Anh Tân, anh chưa ăn sáng phải không? Em vừa mua đồ ăn cho anh rồi này, món mà anh thích ăn nhất đấy. Nhật đẹp, em cứ để đó đi, tẹo nữa anh ăn xong. Em đang rửa tay. Anh đừng có ham việc quá, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Anh phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức mà làm chứ. Em biết rồi, em ra ngoài làm việc của mình đi. Dạ vâng ạ. Vào đi. Anh Tân, sao anh vẫn chưa ăn sáng vậy? Đồ ăn nguội hết rồi. Nghe này, anh biết là em chỉ muốn tốt cho anh, nhưng mà em nên biết vị trí của mình ở đâu. Anh cần làm nốt công việc đang dang dở, em cứ để đó đi, ra ngoài đi. Thôi, công việc chút nữa giải quyết. Dù gì sáng nay em cũng không có cuộc họp nào mà. Anh ăn đi, không là nguội hết rồi đấy. Ừ. Mà chiều nay anh có cuộc họp với khách hàng lúc 5 giờ chiều để ký hợp đồng đấy. Em đã sẵn cơm cho anh rồi. Ừ. Thôi, em ra ngoài đi ạ. Thank you.
Anh Tân, anh biết là em thích anh mà. Sao anh cứ từ chối em mãi thế? Huyền, chuyện tình cảm ấy không thể miễn cưỡng được đâu. Nhưng mà anh đã có người yêu đâu, sao không thể chấp nhận được em? Anh đã nói với em rồi, vấn đề không phải là chuyện anh có người yêu hay chưa, mà là anh không hề thích em. Thế nên em đừng vượt qua giới hạn của mình nữa, mà hãy làm tốt công việc thư ký của mình đi. Nhưng mà em về đi. Làm em giật hết cả mình. Mà sao hôm nay chủ tịch công ty FM lại có thời gian để uống cà phê thế ạ? Tôi qua đây thăm em gái của tôi thôi, chứ thời gian của tôi là vàng là bạc, làm gì có thời gian rảnh rỗi. Thế hóa ra là em quý hơn cả vàng à? Chứ còn sao nữa, vàng ấy thì có thể đào được, nhưng mà em gái của tôi thì chỉ có một thôi. Anh mình khéo miệng như thế mà sao bây giờ vẫn chưa có cô nào nhở? Thế là chuyện của người ta. Đàn bà phiền phức lắm. Thời gian đâu mà yêu với nhà đương. Tình yêu ấy chỉ dành cho bọn trẻ trâu. Thế anh nói em phiền phức à? Quá phiền phức. Anh cứ nói thế em hơi bị ngoan đấy nhá. Vâng. Ừ thì cũng ngoan được chưa. Sao, đã làm quen được với công việc chưa? Có vất vả không? Mà thôi, hay là đi về nhà với anh đi. Em quen rồi. Ở đây làm việc em thấy thoải mái hơn. Chứ về nhà anh đi làm suốt ngày chán lắm. Đợi khi nào ấy, anh có chị dâu, em sẽ ở nhà chơi với chị ấy. Trời ơi, cô lo cái thân của cô đi. Bao giờ mà cô lấy chồng ấy, thì tôi mới yên tâm tìm người yêu được, được chưa? Chắc là anh bị các cô gái bám ác quá, cho nên sợ chọn nhầm người chứ gì. Tất nhiên rồi. Anh trai chọn chị dâu cho em ấy, thì phải chọn người nào mà mẫu mực, biết yêu thương em gái của anh. Nếu ai mà không đạt yêu cầu, thì nịch 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 hết. Chỉ có anh là thương em nhất thôi. Chào cô, cô đi uống cà phê à? Vậy thì mời cô chọn chỗ ạ. Còn uống cái gì nữa? Uống cả hứng. Ôi trời, cái con người này lạ thật đấy. Có ai làm gì cô ta đâu trời. Đúng là con gái bây giờ chẳng hiểu gì luôn. Chỉ được cái khéo miệng này. Mà thôi, em làm tiếp đi. Nhớ ấy, là không được để bị bẹt vào đấy. Vâng, em biết rồi. Anh đi đây. Bây giờ anh về công ty, có chút chuyện cần giải quyết gấp. Vâng, anh đi đi, anh không cần phải lo cho em đâu. Nhớ đi nha. Alo, An à, anh cần đi gặp khách hàng gấp, mà hiện tại không có thời gian để thay quần áo. Sáng nay anh ra công trường, chẳng may làm bẩn mất quần áo. Em có thể mang cho anh một chiếc áo sơ mi tới công ty của anh được không? Dạ được anh ạ, anh chờ em một chút nhá. Cẩn trương nhá. Vâng, em đi luôn đây. Này, lại là mày à? Hôm trước tao đuổi mày không biết ngược hay sao? Mà bây giờ mày còn đến đây? Tôi đang có việc gấp, không có thời gian đôi co với cô đâu. Mày thì có việc gì mà gấp với gấp cơ chứ? Chủ tịch bảo tôi mang áo cho anh ấy. Lại là cái bài này à? Tao nghe nhiều nên chán rồi. Mày muốn phê phán chủ tịch có phải không? Cô nói linh tinh cái gì đấy? Tôi là em gái của chủ tịch đấy. Cái loại bắn cá tanh tưởi như mày, đến một xu dính túi cũng không có, mà đòi có anh trai làm chủ tịch á? Mày định qua mặt tao đấy à? Không có cửa đâu. Tôi có bán cà phê hay bán cá cũng không liên quan gì đến chuyện anh tôi là anh. Tốt nhất là cô tránh ra đi, đừng để lỡ thời gian của anh tôi. Tôi không chịu trách nhiệm đâu. Cái con danh này, mày dám dọa tao đấy à? Mày nghĩ là tao sẽ sợ mày chắc? Còn việc mày đến đây để gặp chủ tịch, để ve vãn anh ấy, thì tao sẽ không để mày đạt được mục đích đâu. Này cái áo này, áo này. Con bị điên à?
áo bẩn hết rồi. Để tao xem, mày còn câu chủ tịch nữa hay không? Tao làm bẩn hết áo rồi, làm sao anh ta đi gặp khách hàng được? Tao không cần biết. Nếu mà có trách ý, thì anh ấy sẽ trách mày thôi. Cô đúng là xấu xa, cô muốn hại tôi đúng không? Rồi cô sẽ phải trả giá cho những việc hôm nay cô làm đấy. Tao muốn hại mày đấy. Tao muốn mày không còn cơ hội vây vãn chủ tịch. Mày làm gì được tao? Tôi không làm gì được cô, nhưng anh Tân sẽ làm gì cô đấy. Tao là thư ký của chủ tịch, còn mày chỉ là một con nhà quê nghèo hèn. Mày nghĩ anh ấy sẽ tin mày hay là tin tao? Tôi cũng đang muốn biết anh ấy tin tôi hay là tin cô đây. Được, vậy mà có giỏi ấy thì đi theo tao. Đi. Đi, cô đi vào đây mau lên. Này, có chuyện gì vậy? Chủ tịch, em thấy cô ta lén la lớn lút trong công ty mình. Em đi theo thì phát hiện cô ta ăn cắp đồ ạ. Cái gì cơ? Ai ăn cắp? Dạ, chính là cô ta ạ. Cô nói cô ta ăn cắp á? Ăn cắp thứ gì? Dạ, chính là chiếc nhẫn của em. Em thấy cô ta đi vào phòng của em ăn cắp chiếc nhẫn. Em bắt được, nên mang đến đây cho anh xử lý ạ. Anh Tân, cô ta vu oan cho em. Bị bắt quả tang rồi mà vẫn còn chối được à? Được rồi, anh Tân, anh cứ kiểm tra trên người cô ta là biết thôi ạ. Được thôi, vậy thì cứ làm theo như cô nói đi. Anh không tin em à? Em cứ lặng yên, để cho cô ta kiểm tra đi. Cô đưa túi của cô đây. Đây, tang chứng vật chứng rõ ràng nhá. Cô có chối được nữa hay không? Anh Tân, em thực sự không có ăn cắp. Em không hiểu tại sao đồ của cô ta lại trong túi của em. Anh cũng biết mà, em thích cái gì anh cũng mua cho em. Làm sao em phải dùng lại đồ cũ của cô ta chứ? Anh Tân, anh đừng có tin cô ta. Cô ta là bạn học cũ của em. Em biết, nhà cô ta nghèo rớt mồng tơi, suốt ngày phải đi bán cá để kiếm tiền. Bây giờ cô ta chỉ là con nhân viên phục vụ cà phê, thì cô ta ăn trộm ý, cũng không có gì là lạ cả. Anh Tân, cô ta tiếp cận anh chỉ vì tiền của anh thôi. Cô nói đủ chưa? Tôi nói cho cô biết này, An, đứa bán cà phê mà cô nói chính là em gái của tôi đấy. Sao cơ? Cô ta là em gái của anh á? Anh đùa em đấy à? Sao một con nhân viên phục vụ cà phê lại có thể là em gái của anh được? Hay là nó là em gái hở của anh? Cô thôi đi, tôi nhắc lại cho cô một lần nữa, An là em gái của tôi. Bán cà phê thì nghèo à? Bán cà phê thì ăn cắp à? Cô sỉ nhục An thì chẳng khác nào sỉ nhục tôi cả. Anh Tân, em không có ý đấy đâu. Thực sự em không biết An là em gái của anh ạ. Cô cứ đợi đấy. Alo, cậu check lại toàn bộ camera của công ty trong ngày hôm nay và gửi vào điện thoại của tôi ngay và luôn. Kỳ An ơi, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu. Đáng lẽ ra tôi không nên xem thử cậu như vậy. Để tình là bạn học cũ, cậu nói với anh Tân tha thứ cho tôi có được không? Xin lỗi, tôi không thể giúp gì được cho cô. Cô đã động chạm đến giới hạn của anh ấy rồi thì tự chịu đi. Còn như tôi xin cậu đấy, cậu biết tính của anh Tân mà. Anh ấy bực lên thì công việc của tôi coi như xong mất. Tôi biết cậu là người tốt, cậu giúp tôi với. Cô thôi đi, không cần phải xin xỏ nữa. Cho dù em gái của tôi có mềm lòng và túc bụng ấy, thì tôi cũng không bao giờ bỏ qua cho cô đâu. Đây là đoạn clip, nó được trích dẫn từ camera của công ty. Nó chứng minh rằng cô ấy chính là người sỉ nhục em gái tôi trong công ty. Hơn thế nữa, cô còn tự tay vào chiếc nhẫn của mình vào trong túi của nó để hãm hại nó. Bây giờ ấy, thì cô giải thích sao đây? Anh Tân, em bị lỗi rồi. Anh tha lỗi cho em có được không ạ? Cô Hiền, kể từ giây phút này, cô chính thức bị sa thải. Công ty của tôi không chấp nhận một loại nhân viên xảo trá, mưu mẹo và lòng dạ hẹp hòi như cô đâu. Anh Tân ơi, nể tình
Em làm việc cho anh bao nhiêu năm, anh đừng đuổi việc em có được không ạ? Cô cũng thừa biết xây thì khó mà phá thì dễ mà, đúng không? Cô không biết trân trọng những thứ mình đang có, lòng dạ ích kỷ thì sẽ không bao giờ thành công được đâu. Đây là bài học và cũng là hậu quả mà cô phải nhận sau khi khinh thường người khác đấy. Anh không để tình chút nào hay sao? Cô làm thư ký của tôi bao nhiêu năm rồi mà cô không hề hiểu tính tôi à? Tôi rất ghét loại người coi thường người khác như cô đấy. Bây giờ thì cô đi khỏi công ty của tôi ngay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Anh à, anh hứa với em cả đời này anh trai sẽ bảo vệ cho em. Này, lúc nào cũng làm nhiều việc cùng một lúc, cô không sợ sự sống của mình bởi tình à? Tôi xin lỗi anh. Và này, sao có bao nhiêu đồ thế? Dạ, đây là báo cáo 6 tháng đầu năm mà anh yêu cầu tôi hôm qua đấy à? Tôi không hỏi cái đó, tôi hỏi cái khác cơ. Đây là thuốc tôi mua cho chủ tịch uống. Dạo này sức khỏe của anh không tốt mà cứ cố chấp làm việc ạ. Không cần đâu, cô đừng bày vẽ. Lại là cậu ta à? Cậu ta có vẻ quan tâm cô Hồng An quá nhỉ? Anh biết là em không thích anh ta mà. Nếu như không thích ấy thì nói thẳng đi, đừng đùa giỡn với tình cảm của người khác. Tôi đã nói rồi, chủ tịch cứ từ từ uống đi ạ. Lúc là cái miệng không nên hết mà, tự nhiên làm cô ấy giận mất rồi. Người ta quan tâm mình như thế, thế mà mình lại tắt đường vào mặt cô ấy. Lại là anh à? Tôi đã bảo tôi không đồng ý, anh đừng làm phiền tôi nữa. An này, nhưng mà anh thật sự yêu em đấy, hãy đồng ý đi. Nếu mà em chưa yêu anh ấy thì em cho anh thử thôi, thử thôi cũng được. Nhất định anh sẽ làm cho em yêu anh. An, cho anh cơ hội nhá. Thôi, tôi không có thời gian đâu. Anh làm ơn để tôi yên đi có được không? An, nghe anh nói đã. Em hãy mở lòng đi. Em thực sự hiểu tấm lòng của anh cơ mà. Tôi không hiểu và không muốn hiểu cái gì hết. Tôi quá chán rồi, bây giờ anh tránh ra đi để tôi đi có việc. An này, hay là để anh chở em đi nhá? Không. An, chờ anh với. Cô Hồng An, cô lại đi làm muộn. Hôm nay là ngày thứ 3 cô đi làm muộn trong tuần rồi đấy. Cô có còn nhớ cô là thư ký không vậy? Chủ tịch, tôi xin lỗi,
Nhưng mà tôi đang phiền lắm. Anh có cách nào giúp tôi không? Cứ như thế này tôi phiền chết đi được. Cô làm sao vậy? Thì vẫn là cái người kia. Tôi đã nói rõ với họ rồi, nhưng mà họ vẫn cứ đeo bám tôi. Tôi chết vì phiền mất. Người như cậu ta ấy, chỉ từ bỏ khi biết mình không còn cơ hội thôi. Như lời nói xuống của cô, làm sao có thể cho cậu ta tin được? Phải thật sự tin, thật sự đấy, mới đủ cho cậu ta bỏ cuộc. Thế thì tôi phải làm sao? Phải có người yêu chứ còn sao nữa. Nhưng mà tôi không muốn. Tôi chỉ muốn dành toàn tâm toàn ý cho công việc, muốn hưởng thụ cuộc sống, chứ không muốn bó buộc mình trong một mối quan hệ nào hết. Vậy thì cô đừng kêu ca nữa. Lần sau cô mà đi làm muộn ấy, thì tôi sẽ trừ nửa tháng lương của cô đấy. Chủ tịch, anh không giúp tôi thì thôi. Tôi đã chỉ cho cô cách tốt nhất rồi. Chỉ cần tìm một người yêu, thế là xong rồi. Vừa có thể bảo vệ được cô, vừa làm cho cô Đức biết khó và rút lui. Anh tưởng có người yêu mà dễ à? Thôi, còn nói nhiều nữa. Cô xuống phòng kinh doanh, lấy cho tôi tài liệu về đây. 20 phút nữa tôi có cuộc họp rồi đấy, mà vẫn chưa thấy họ để lên. Mà này, chuyện trừ nửa tháng lương ấy, cô lật tật đấy nhá. An, An, em đi đâu đấy? An này, anh có hai vé xem phim, em có rảnh không? Đi xem phim với anh nhá. Không đi. Sao, sao em lại đúng với anh cơ vậy? An này, em chỉ cần cho anh cơ hội thôi, nhất định ấy, anh sẽ khiến em thay đổi mà. Tôi sẽ không thay đổi ý kiến đâu, vì người tôi yêu ấy không phải là anh. Cái gì? Em có người yêu rồi á? Không, anh không tin đâu. Vì trước đây ấy, em không bao giờ nói chuyện tình cảm của em. Với cả anh thấy là em chưa bao giờ đi với ai cả. Cho anh cơ hội nhá. Anh đang theo dõi tôi đấy à? Anh đang vi phạm quyền riêng tư và làm phiền cuộc sống của tôi đấy. Tôi sẽ tố cáo anh. Mà tôi nói cho anh biết nhá, người yêu tôi là sếp của tôi. Chúng tôi có quá nhiều thời gian để bên nhau, cho nên anh không thấy là đúng rồi. Cái gì cơ? Em nói thật đó. Tại sao tôi phải nói dối anh? Tôi nói cho anh biết đấy. Nếu anh không dừng lại thì đừng trách người yêu tôi quá đáng. Anh ấy là chủ tịch của công ty lớn, nên rất nhiều chuyện có thể dễ dàng làm ra đấy. Không, anh không tin đâu. Anh không tin đâu. Có phải em nói như thế là để từ chối anh thôi đúng không? Cho anh cơ hội nhá. Bỏ ra, tin hay không thì tùy. Tôi cũng không cần anh phải tin đâu. An, An. Chị dám lừa tôi. Cô Huyền, tại sao cô lại... Chị còn hỏi vì sao à? Anh Tân hôm qua không về nhà. Anh ấy đi đâu mà chị dám nói với tôi là ở nhà hả? Uổng công tôi tin tưởng chị, lại còn nhiều lần nói tốt cho chị nữa. Chị đừng có hiểu lầm. Lịch trình của chủ tịch thay đổi đột ngột, đến tôi cũng không biết đi. Chị nghĩ bây giờ tôi còn tin lời chị nói à? Chị đừng tưởng tôi không biết. Chị nhăm nhe vị trí phu nhân của chủ tịch. Được lắm. Anh Tân về, tôi nhất định sẽ nói về ngay sa thải chị. Cô đừng có ăn nói hồ đồ. Tôi và chủ tịch chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi. Đúng là gái đĩ còn giả bổ. Không bắt ngay tại trận nên chị cãi cái gì? Tôi không làm gì sai cả, là do tôi hiểu lầm. Cô đừng xúc phạm danh dự người khác như thế. Tôi không cần chị phải khẳng định. Bởi cái bản thân của chị có muốn cũng chẳng dám và cũng chẳng có cửa. Một con thư ký quèn mà đòi nằm lên chiếc giường của chủ tịch á. Nếu cô muốn biết lý do thật sự cô không thể tiếp cận được chủ tịch ý, thì cô cứ đi hỏi thẳng anh ấy đi. Đến tôi còn không dám mơ đến chiếc giường của chủ tịch. Cô mơ quá nhiều đến nỗi phát điên rồi đấy. An, cuối cùng ấy, anh tìm được em rồi. An này, em đồng ý làm vợ anh nhá. Anh nguyện sẽ yêu thương em cả đời mà. Lấy anh nhá. Anh làm cái gì đấy? Anh mau đứng lên đi. Đây là công ty, sao anh cứ cố chấp như thế nhở? Không, em không đồng ý. Anh sẽ không đứng lên đâu. Anh bị điên à? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Anh mà không đứng lên, tôi gọi bảo vệ ra đấy. Người ta yêu chị nên mới làm như thế. Chị lại đòi gọi bảo vệ à? Này, soi gương lại đi.
Chị cao sang bao nhiêu mà kiêu kỳ thế? Cô không biết gì thì đừng xen vào chuyện của tôi. Tôi chẳng xem xen vào. Nếu như chị đào hoạt thực tế. Có chuyện gì vậy? Mày là ai? Đây là công ty. Nếu như anh muốn làm gì thì cũng phải giữ phép lịch sự một chút chứ. Anh đang làm phiền nhân viên của tôi đấy. Anh có phải là tên chủ tịch vô liêm sỉ đúng không? Tôi nói cho anh biết, An ấy là người tôi yêu. Chúng tôi đã hứa hôn với nhau rồi. Anh không bao giờ có được cô ấy đâu. Anh đừng có ăn nói hồ đồ. Anh không hồ đồ. Anh và em quen nhau từ nhỏ. Với cả ấy, bố mẹ chúng ta đã hứa hôn với nhau rồi. Đấy chỉ là lời nói đùa của ông bố bà mẹ thôi. Không thể tin được, anh mau đi. Không, anh không đi đâu cả. An, làm vợ anh nhá. An, anh bỏ cô ấy ra. Cô ấy là người yêu của tôi. Tại sao tôi phải bỏ? Anh Tân, chị ta là người yêu của anh. Thì ra chị ta đúng là con hồ lý tinh mà. Huyền, em không được phép xúc phạm Hồng Lan như thế. Còn anh nữa, mau đi khỏi công ty của tôi ngay. Và từ nay về sau, không được lại gần người yêu của tôi nữa. Nếu không ấy, thì đừng có trách. An, điều này có phải sự thật không? Hôm qua tôi đã nói với anh rồi mà. An, anh hiểu rồi. Còn anh ấy, anh được lắm. Chủ tịch, anh bớt giận đi. Tôi hứa tôi sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này, không để phiền đến công ty. Đức tính tình của trẻ con hồ đồ, mong anh đừng trách anh ta. Cô bênh cậu ta như vậy, chắc là tình cảm không ít nhở? Thế sao vừa nãy cô không đồng ý luôn đi? Chủ tịch, anh nói như thế là không đúng rồi. Tôi biết tôi để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến chuyện công ty là sai. Nhưng anh có cần phải cạnh khóe thế không? Anh biết tình cảm của tôi mà. Tình cảm của cô, cô không nói thì làm sao tôi biết? Sao anh lại cáu tôi như thế? Còn không cáu được sao? Vừa nãy tôi mà không thừa nhận tình cảm của mình ấy thì đã... Anh Tân, sao vừa rồi lại nói như vậy? Anh thích chị ta thật đấy à? Em đây có chuyện gì? Anh Tân, em đang hỏi chuyện anh về chị ta. Anh đừng có để con bộ tầm thường đấy bê hoặc. Chị ta chỉ giả vờ thôi, chứ bản chất của chị ta cáo giả lắm đấy. Huyền, anh nhắc lại cho em nhớ, không bao giờ được xúc phạm Hoàng An. Còn nữa, từ nay không có chuyện gì thì đừng có tới đây. Anh Tân, anh vì chị ta có đúng không? Có phải chị ta làm anh mê muội rồi chán ghét em có đúng không? Anh suy nghĩ kỹ đi, chị ta không xứng đáng với anh đâu. Nếu như em còn tiếp tục nói nữa thì anh sẽ thực sự chán ghét em đấy. Huyền, anh đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không thể. Đừng cố chấp nữa. Chị An, chị An đâu rồi? Ra đây mau. Ai đấy ạ? Còn bộ hồ lý tinh này, chị dám cướp anh Tân của tôi à? Chị đã âm thầm âm mưu trước mặt tôi, vậy mà còn ngon ngọt cái nhờ tôi giúp. Con người của chị quá thâm độc. Anh Tân và tôi không có chuyện gì hết, chỉ là anh ấy muốn giúp tôi thoát khỏi Đức cho nên mới nói như thế thôi. Hành động của anh Tân hôm nay rất kích động, không phải là chuyện đùa. Chị tưởng bịa chuyện là tôi tin à? Tôi nói cho chị biết, nếu chị không nhanh chóng cút khỏi công ty ý, thì tôi sẽ không để yên cho chị đâu. Tôi không làm gì sai cả, tôi cũng không phải là nhân viên của chị. Chị lấy cái quyền gì mà đuổi tôi? Chị đừng có mà thách thức giới hạn của tôi. Hôm nay là hai cái tát, còn ngày mai ấy không còn nhẹ nhàng như thế nữa đâu. Cô đúng là cái loại con gái không biết liêm sỉ. Có bạn trai rồi mà vẫn còn đi ve vãn ở đâu khác. Cô nhìn thấy tôi ve vãn ai chứ? Chị đừng tưởng tôi không biết. Chị làm thế là vì tiền của anh Tân. Tôi quá hiểu rõ cái loại kẻ hèn các tuổi. Thấy tiền là sáng mắt ra. Nhưng mà bây giờ tôi đã ở đây rồi thì mục đích của chị sẽ không đạt được đâu. Nhớ đấy, tôi cho chị 3 ngày.
Cô là ai đấy? Tôi đến giúp anh có được người bình yêu. Chỉ cần anh nghe lời tôi, chúng ta hợp tác, chúng ta đều có thể có được người bình yêu. Ý cô là gì? Cái này, nó sẽ giúp anh đạt được ước nguyện đấy. Tôi không bao giờ làm thế, nó vô liêm sỉ lắm. Vậy anh định chạy theo cô ta cả đời để cô hôn, bị cô ta sỉ nhục, rồi bị thiên hạ cười nhạo à? Tôi không hiểu sao đàn ông các người lại có thể mê cái con tầm thường đấy như đứa đổ nhở. Này, tôi cấm cô xúc phạm cô ấy nhá. Đây là số điện thoại của tôi, anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Thời gian qua tôi đã gây nhiều rắc rối cho anh, hơn nữa tôi còn không hoàn thành đúng công việc, cho nên tôi muốn xin nghỉ việc ạ. Cô không hề gây bất cứ một rắc rối gì cho tôi cả. Chuyện đó là do tôi tự quyết định. Chủ tịch, tôi rất hiểu Đức. Chắc chắn anh ấy sẽ còn quay lại. Tôi thì không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Còn cô Huyền nữa, cô ấy rất thích anh. Nếu như tôi mà ở lại đây sẽ gây hiểu lầm lớn đấy ạ. Vậy cô xin nghỉ việc, là vì Đức hay vì Huyền? Còn tôi, cô không nghĩ tới tôi à? Tôi đã nói rồi, tôi không sao cả. Chuyện của tôi tự lo được. Còn chuyện của cô xin nghỉ việc thì phải làm sao đây? Cô định chạy đi đâu để trốn cậu ta chứ? Tôi chưa nghĩ đến việc đó. Nhưng mà quan trọng ý, là tôi không muốn gây thêm phiền phức cho ai hết. Chủ tịch, anh cứ để cho tôi nghỉ việc đi. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp tôi. Sao anh còn đến đây thế? Anh muốn đến lần cuối cùng em ăn một bữa, coi như là người bạn cũ thôi. Anh vào đi. Anh cảm ơn nhá. À này, em lấy cho anh mượn một cái đĩa nhá. Lạp cho gọn gàng đi. Phúc này anh hưởng chứ chẳng ai đâu. Sau ngày hôm nay, chị ta sẽ là của anh, còn anh Tân sẽ là của tôi. Chúng ta đừng quen biết gì nhau cả. Anh nhớ phải quay lại đấy. Sau này chị ta sẽ không còn con đường nào mà thoát thân đâu. Yên tâm, tôi sẽ giữ chân anh Tân lại. Anh cứ làm việc tốt của mình đi. Thank you.
Anh Tân, anh đến khi nào thế? Em vừa nói chuyện gì? Với ai? Có gì đâu, bạn em gọi điện nói chuyện linh tinh ý mà. Không đúng, câu chuyện có liên quan tới anh và cả ông An nữa. Anh đã nghe thấy hết cả rồi. Em đang có âm mưu gì hại cô ấy phải không? Anh Tân, chị ta là con hồ linh tinh đấy. Có người yêu rồi mà vẫn còn ve vãn anh. Chị ta ấy chỉ cần tiền của anh thôi. Em thôi đi. Hồng An là người như nào anh là người hiểu rất rõ. Em đừng có nói quá đáng. Trả lời anh mau. Em đang muốn làm gì? Em không có làm gì cả. Cho dù anh có gặp chị ta ấy thì cũng chỉ chứng kiến những cảnh không nên thấy thôi. Anh em đi, đừng có gặp chị ta nữa. Chị ta và tên kia ván đã đóng thuyền rồi, không thay đổi được nữa đâu. Cái gì? Em nói cái gì cơ? Em và hắn ta ở miệng với nhau. À không hiểu hắn ta. Em, anh thật không ngờ em là con người âm mưu và thủ đoạn như vậy đấy. Chỉ vì em yêu anh nên em mới làm như vậy thôi mà. Em không thể để mất anh vào tay chị ta được. Chị ta có gì hơn em chứ? Anh Tân, anh tỉnh ngộ đi. Chị ta không xứng đáng với anh đâu. Đừng nói nữa. Em đừng làm anh cảm thấy ghê tởm con người của em nữa. Được thôi, nếu mà anh muốn ý thì anh chạy đến đi. Đến mà xem chị ta và tên kia ân ái với nhau đi, rồi anh sẽ hiểu. Được, anh nói cho em biết, nếu như ngày hôm nay Hồng An mà có chuyện gì ý, thì anh sẽ làm điều tương tự với em đấy. Từ bây giờ anh không muốn nhìn thấy cái bản mặt của em nữa. Anh Tân, anh định đi đâu? Nếu mà anh đi thì mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta coi như tan vỡ. Anh đừng quên, gia đình em là cổ đông lớn của công ty anh đấy. Ra là vậy. Cũng đúng nhỉ. Em là con gái của cổ đông công ty cơ mà. Được thôi, vậy thì anh sẽ làm cho gia đình của em phá sản. Để xem lúc đó cổ đông làm gì được anh. Anh Tân, anh Tân. Anh xin nhá. Anh mời em. Em uống đi. Anh cho cái gì vào đấy? À này, anh xin lỗi nhá. Chính do em ép anh làm như vậy đấy. Vì ấy, anh không muốn mất em đâu. Dừng lại. Đồ khốn nạn. Anh dám giở trò bẩn thỉu để hãm hại An à? Sao? Sao mày lại ở đây? Chẳng phải là cô ta nói cô ta giữ chân mày ở lại rồi cơ mà. Cô sẽ tố cáo các người tôi gây rối và hủy hoại người. Biến đi, trước khi tôi lừa đi đi. Chúng mày được lắm. Chủ tịch. À? Sao anh lại ở đây? Hắn ta đâu? Hắn ta định hại em. Nào, bình tĩnh đi. Em yên tâm đi, anh đuổi hắn ta đi rồi. Hắn ta chưa làm gì em cả. Mọi chuyện ổn rồi. Là do em quá tin người. Em cứ nghĩ là hắn ta thay đổi rồi. Không thể nào trách em được. Chuyện này là do Huyền và anh ta bày ra để ám hại em. Trước sau gì ấy, thì bọn họ cũng dùng mọi mưu kế để đạt được mục đích của mình. Sao lại là Huyền? Cô ta... Bởi vì cô ấy thích anh. Em xen vào giữa hai người cho nên... Nhưng mà không sao, em yên tâm đi. Từ giờ ấy, cô ta sẽ không còn cách nào để hãm hại em được nữa. Bây giờ chúng ta đi thôi. Hồng An này, anh thực sự không yên tâm
khi để em ở một mình. Chủ tịch, nhưng mà chúng ta... À này, khi mà anh nói với Đức là anh yêu em, đó không phải là nói dối, mà đó là điều anh mong muốn đấy. Em đồng ý là bạn gái anh nhá. Anh Tân, em... Anh biết là em cũng có tình cảm với anh, phải không? Thế nên em đừng trốn tránh nữa. Hãy để cho anh bảo vệ em và chăm sóc cho em cả đời nhé. Alo, có chuyện gì mà gọi cho chị giờ này thế? Em được bạn trai cầu hôn á? Em có bạn trai hồi nào sao không kể? Thế anh ta làm nghề gì? Đi ô tô hay là xe máy? Đã có nhà riêng chưa? Em sợ mọi chuyện không đi đến đâu nên là không dám khoe. Nhưng mà hôm nay anh ấy vừa cầu hôn em rồi, em vui quá. Chị là người em thông báo đầu tiên đấy ạ. Mà này, ngày mai chị được nghỉ đấy. Em hẹn anh ta ra cà phê rồi giới thiệu với chị nhá. Kinh nghiệm tình trường của chị mà thì khỏi phải bàn rồi. Có gì thì chị tư vấn cho. Ừ, thế nhá. Cái ngữ nhà quê như mày ấy, cùng lắm là yêu được thằng nhân viên quẻ là cùng. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Chủ tịch đi cà phê một mình ạ. Huyền đây à, trùng hợp quá. Tôi có hẹn với bạn ở đây mà cũng chưa đến giờ hẹn. Thế à? Em cũng có hẹn với bạn nhưng mà bạn em vẫn chưa tới. Vậy mình có thể ngồi chung bàn được không ạ? Cũng được, em ngồi đi. Dạ vâng ạ. Em uống gì để anh gọi? Cho em một cốc nước cam ạ. Phục vụ, cho em ly nước cam. Dạ, em mời chị ạ. Con này cũng gầy thật. Thấy anh Tân đẹp trai còn biết đá mắt đưa tình nữa cơ đấy. Huyền, em uống nước đi. Dạ vâng ạ. Được ngồi cùng mình, anh ấy vui đến thế sao? An, em ngồi đi. Hết ca làm việc của em rồi, giờ em ngồi đây với tư cách là khách đi nhá. Vì thế nên là lúc nãy anh có dám bắt chuyện với em đâu, sợ là làm ảnh hưởng tới công việc của em. Hai người quen nhau à? Dạ vâng, đây là người em muốn giới thiệu với chị. Anh Tân chính là người yêu của em đấy ạ. Anh cũng nghe An kể với em rồi, hóa ra thư ký của anh lại là chị họ của An. Trùng hợp thật đấy. Sắp tới anh còn phải gọi Huyền là chị vợ nữa đấy. Còn dành con này, làm thế nào là yêu được chủ tịch của mình cơ chứ? Anh hẹn tôi ra đây có việc gì thế? Chỉ là chút việc riêng thôi. Mà cô Huyền này, có phải cô có cô em họ tên là An làm việc ở quán cà phê Ban Mai đúng không? Ừ, đúng rồi. Sao anh biết? Sao tôi không biết? Tôi thấy cô và cô An ấy hay đi vào quán cà phê hỏi thăm nhân viên. Mà cô Huyền này, cô có cô em họ xinh như thế mà không giới thiệu cho tôi là phí ấy nhá. Đừng có nói với tôi là anh thích nó đấy nhá. Đúng là cô Huyền tình ý thật đấy. Chẳng có cái gì mà qua mắt được cô cả. Mà cô Huyền này, cô có thể giúp tôi làm quen với An được không? Con này nó có cái gì hay đâu mà bọn đàn ông cứ bâu vào thế nhở? Cô Huyền này, cô nói vậy là có ý gì? Không lẽ cô An có người yêu rồi à? Nó không những có người yêu mà cái thằng đấy còn là kẻ thù không đội trời chung với anh đấy. Ai cơ? Là anh Tân, chủ tịch của công ty tôi. Anh thấy bất ngờ chưa? Thằng Tân á? Sao lúc nào tôi cũng gặp nó ấy nhở? Từ công việc đến chuyện tình cảm, nó toàn cướp của tôi thôi. Thì như là anh thích con bé An hay sao ấy nhở? Này, anh có muốn tôi bày cách cho không? Cô nói đi,
Được, ý hay đấy. Ok, vậy chúng ta sẽ hợp tác, cả hai bên ấy cùng có lợi. Ok. Có chuyện gì thế chị Huyền? Chị đang định nhờ em chút chuyện, nhưng mà chị thấy em bận nên thôi. Chị cứ nói đi, chị em mình chứ có gì đâu mà chị khách sáo thế. Đang có một đối tượng thích chị em ạ. Chị đã tỏ thái độ không thích rồi mà hắn cứ bám ra như để đói. Ai bảo chị họ em xinh quá ấy mà, có người chồng cái si là đương nhiên rồi. Hắn hẹn chị ngày mai gặp ở quán cà phê để nói rõ mọi chuyện. Hay là em giúp chị có được không? Chị cần em giúp gì ạ? Thì hắn hẹn chị ở quán cà phê mà em làm ý. Có gì em giúp chị nhá. Em đợi chị một chút, để chị lấy cái này. Đây, em đưa bức thư này cho hắn hộ chị. Em cứ bảo là có gì chị viết hết ở đây rồi nhá. Sao chị không tự tay đưa cho anh ấy ạ? Ngày mai chị phải đi công tác mất rồi. Mà đằng nào em cũng làm ở đấy mà. Em giúp chị đi. Như thế có hơi phũ quá không ạ? Mình phải phũ như thế thì mình mới cắt đôi được hắn chứ. Đi, em giúp chị nhá. À, hôm nay tôi có hẹn với Hồng An đi mua sắm. Cô bảo với tài xế chuẩn bị xe giúp tôi nhé. Dạ vâng ạ. Alo, An à, em tan ca chưa? Đến qua đón. Em xin lỗi, hôm nay quán lại có việc đột xuất. Hẹn anh hôm khác mình đi mua sắm nhé. Vâng ạ, em chào anh. Đúng là người mà chị Huyền cho mình xem ảnh rồi. Em chào anh ạ. Wow, thiên thần. Anh chào em nhá. Xin tự giới thiệu với anh, tôi là An, em họ của chị Huyền. Chị ấy có nhờ tôi đưa cái này cho anh ạ. Cái gì vậy em? Chị em bảo có gì cần nói, chị đã ghi hết trong này rồi. Anh cứ đọc đi rồi sẽ biết. Nhưng thực sự ấy, người muốn gặp là em cơ. An này, em có thể cho anh làm quen em được không? Chuyện này là thế nào? Tôi đâu có biết anh đâu. Nhưng anh biết rất rõ về em. Anh thích em ấy, vì mấy lần em đến quán cà phê cùng bạn. Với cả là em cũng là em họ của Huyền nữa. An này, em có thể cho anh làm quen em được không? Anh tặng em này. Anh làm cái gì đây? Nhỡ ai hiểu nhầm thì sao? Không phải hiểu. Anh xin lỗi, để anh lau cho. Tránh ra đi, tự tôi làm được rồi. An. Chủ tịch, anh vẫn chưa về ạ? Em tưởng là anh có hẹn với An cơ mà. Vô định như vậy. Nhưng mà An có việc đột xuất mất rồi. Anh có biết việc đột xuất là gì không ạ? Anh không rõ. Nhưng mà anh tin là An có việc đột xuất. Không sao cả. Có chuyện này, không biết em có nên nói với anh không nữa. Có chuyện gì vậy?
em nói đi. Dạ thôi, chuyện này có lẽ không nói thì hơn ạ. Huyền, em nói đi, chưa có liên quan tới An đúng không? Có người làm của An nói với em, dạo này An rất hay hẹn hò với người đàn ông này ạ. Mới đầu thì em cũng không tin đâu, cho đến khi người bạn đấy gửi cho em tấm hình này ạ. Bức ảnh này chụp từ bao giờ? Dạ cũng mới thôi ạ. Em cũng không ngờ An lại là con người như vậy. Là chị họ, em cũng cảm thấy áy náy với anh lắm. Thôi rồi, em cứ ra ngoài đi. Mà chuyện này ấy, em cứ giữ kín, đừng nói cho An vội nhé. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Em xin phép ra ngoài ạ. À này, hôm qua em nói với anh là anh có việc đột xuất nên không đi gặp anh được. Không biết là có chuyện gì vậy? Liệu có điều gì khó khăn cần anh giúp đỡ không? Không có gì đâu. Hôm qua đồng nghiệp của em có việc bận cho nên là nhờ em trực thay thôi ạ. Vậy à? Anh cứ tưởng là có chuyện gì. À này, chúng ta bây giờ là người yêu của nhau. Có gì cần giúp ý, thì cứ nói với anh. Đừng giấu một mình như vậy nhé. Anh yên tâm đi, em hứa là có gì khó khăn em sẽ nói với anh đầu tiên mà. An ơi, có người gửi quà cho cậu này. Ai thế cậu? Tớ không biết tên, nhưng đích thị là xoài ca đấy nhá. Này, anh giữ bạn tôi cho chắc vào. Chứ ai nhà tôi ấy là hơi bị nhiều người trồng cây si ở đây rồi đấy. Cậu nói linh tinh cái gì đây? Đi vào trong đi, định đốt nhà tớ đấy à? Em không biết là ai tặng em đâu, anh cũng đừng nghe bạn em nói linh tinh nhá. Vào đi. Dạ, thưa chủ tịch, có chuyện không hay rồi ạ. Có chuyện gì vậy? Dạ, thông tin khách hàng của chúng ta đã bị lọt vào tay NASA. Bọn họ đã đến gặp đối tác của chúng ta và đàm phán với giá rất rẻ ạ. Cái gì? Cô nói cái gì? Còn có chuyện này nữa à? Mau, cô điều tra ngay cho tôi. Là ai? Là ai đã để lộ thông tin này ra ngoài? Dạ vâng ạ. Chủ tịch, còn chuyện này chỉ là suy đoán của em thôi ạ. Em sợ nói ra sẽ gây hiểu lầm không hay ạ. Không sao, cô cứ nói đi. Dạ, anh còn nhớ chuyện cô An hủy hẹn với anh để gặp anh Đức bên công ty NASA chứ ạ? Tôi nhớ. Rồi sao? Dạ, trong số tấm hình và đồng nghiệp An chụp lại còn có tấm này nữa ạ. Ý của cô, An là người đã đưa thông tin cho Đức. An, em thấy phòng làm việc của anh hơi bừa bộn, em đã dọn dẹp lại rồi đấy ạ. Đây cũng chỉ là suy đoán của em thôi ạ. Nhưng mà An nó còn trẻ vừa non dạ, em sợ nó sẽ không tránh khỏi cám dỗ. Còn nữa, dạo gần đây em còn thấy anh Đức mang hoa và quà đến tặng cho An nữa. Liệu có khi nào An nó làm chuyện này không phải vì tiền mà là vì... Có chuyện này nữa à? Sao cô không nói cho tôi biết? Tại em cứ tưởng đây chỉ là vấn đề tình cảm cá nhân thôi. Em sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của anh và An, cho nên em không dám nói. Nào ngờ... Thật không thể ngờ được. Bây giờ cô đi thu thập đầy đủ thông tin lại cho tôi. Nhớ, không cần để ý đến chuyện ai là bạn gái của tôi đâu. Nếu như người phạm tội tôi là cô An thì tôi sẽ không tha được cô ta đâu. Chị Huyền ơi, dạo này ở công ty có chuyện gì không ạ? Sao thế? Sao tự nhiên lại hỏi chị thế?
Không hiểu sao dạo này anh ấy cứ tránh mặt em. Em gọi điện cũng không nghe máy. Hẹn gặp thì bảo không có thời gian. Tự nhiên em thấy bất an quá. Công ty vẫn bình thường mà, có vấn đề gì đâu. Nhưng mà dạo này chỉ thấy anh Tân hay đi gặp đối tác nữ lắm. Cô ấy cũng xinh, lại là con gái của chủ tịch công ty đối tác nữa. Chẳng lẽ anh Tân lại là người như vậy à? Nhưng mà nghĩ lại, anh Tân vừa đẹp trai, đã còn giàu có như thế, thì có nhiều bóng hồng vây quanh cũng là điều đương nhiên thôi. Chị còn nói thế, em đang lo chết đi được đây. Nếu mà em xác định đến với anh Tân ý, thì em phải quen dần với điều này đi. Đi cà phê, đi hát, tiếp rượu, thậm chí còn phải qua đêm nữa. Thôi, em không nói chuyện với chị nữa đâu. Chị nói cho em chuẩn bị tinh thần thôi mà, giận dỗi cái gì. À này, công ty anh giao gần đây gặp một số việc khiến anh rất mệt mỏi. Thế nên tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh muốn tập trung giải quyết xong công việc của công ty đã. Hóa ra những lời chị Huyền nói là đúng. Tất cả chỉ là cái cớ, chẳng có khó khăn nào ở đây hết. Được, anh muốn diễn kịch thì tôi sẽ diễn cùng anh. Được rồi, nếu anh quyết định như thế thì em không còn gì để nói nữa. Huyền đấy à? Nhưng lúc anh khó khăn nhất, chỉ có mỗi em ở bên cạnh anh. Tại sao? Tại sao em lại tốt với anh như vậy chứ? Thực ra em đã có tình cảm với anh từ lâu rồi. Nhưng anh là bạn trai của em họ em, cho nên em chỉ dám giữ tình cảm cho riêng mình thôi ạ. Hết tất cả rồi. Anh và An đã chấm hết rồi. Anh thật không ngờ cô ta là con người tệ đi như thế. Anh Tân, từ bây giờ anh để em chăm sóc cho anh có được không? Em yêu anh là thật lòng đấy. Em hứa em sẽ không phản bội anh đâu. Được, anh đồng ý. Đi đâu đây? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Anh muốn lộ hết đấy à? Sao lại gặp nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này? Đây chẳng phải chàng hay tặng hoa cho An hay sao? Còn kia là chị họ của cô ấy cơ mà. Đừng nói cái thằng này định mía ngọt đào cả cụm đi nhá. Mình phải quay lại cho anh biết mới được. Này, trong cái việc này ấy, chỉ có cô là sợ lộ thôi. Tôi ấy thì sợ cái đếch gì. Anh nói thế nào chứ? Tôi với anh là người trung thuyền đấy. Này, cô tưởng tôi là thằng ngu à? Trong cái việc này ấy, cô là người lợi nhất đấy. Anh nói bé bé thôi. Anh muốn cả phố nghe đấy à? Tôi cứ nói to đấy. Này,
Tôi nói cho cô biết, cô nói với tôi ấy là giúp tôi tán được An, nhưng mà bây giờ ấy An coi tôi như kẻ thù. Cô nghĩ cô còn yêu được Thật Tân à? Thì từ đầu đã bảo hợp tác ly gián hai đứa nó, bây giờ chúng nó chia tay rồi, coi như kế hoạch thành công rồi còn gì. Nhưng mà tôi chưa tán được An. Thì đấy là do anh ngu, không tán được gái chứ còn sao nữa. Sao cái lúc nó chia tay đau khổ ấy, anh không biết tấn công cho mạnh vào. Tôi nói cho cô biết đấy, An ấy không phải con người như thế đâu. Bây giờ ấy, tôi nói gì cô ấy cũng không nghe. Thế thì phải trách số anh đen nhá. Anh đi mà gọi thầy cúng về giải hạn đi. Tôi chịu, bó tay. Tay. Cái gì nữa? Tôi nói cho cô biết nhá, cô ấy mà không giúp tôi tán được An thì tôi sẽ nói với thằng yêu cô là chính cô bán thông tin nội bộ cho tôi, để xem lúc đấy ấy, thằng Tân ấy nó còn yêu cô không nhá. Bây giờ ấy, mình nên bán video này cho ai nhỉ? Chủ tịch Tân, cô Huyền, hay là cái tên Đức kia nhỉ? Nếu như bán video này cho chủ tịch Tân ấy, thì anh ta có cho mình tiền không nhỉ? Trong vụ này anh ta cũng chẳng có gì để mất. Không được, không được. Thế còn cái tên Đức kia, nếu như video này mà lộ ra ngoài, anh ta cũng chẳng mất gì. Đằng nào ấy, An cũng chẳng yêu hắn ta. Cũng không được. Thế còn cô Huyền, video này mà lộ ra ngoài ấy, thì cô ta sẽ mất việc, mất chủ tịch Tân, mất cả em họ. Phải rồi. Giật cả mình. Cậu đang làm gì mờ ám hay sao mà giật mình thế? Làm gì có. Rồi, đàn ông tốt trên đời này còn nhiều. Uống đi em, uống cho quên cái thằng Tân Sở Khanh đấy đi. Nào, 100% nhá. Cảm ơn chị đã luôn ở bên em, động viên em. Ly này cạn nhá. Nào. Cô làm gì mà lâu thế? Tôi đã xuất hết cả rồi tối này. Thì cũng phải chờ cho nó say đã chứ. Đấy, bế nó vào trong rồi làm gì thì làm. Việc này mà còn không làm được ý, thì đi làm đàn bà đi. Cái này ấy, tôi làm được, cô yên tâm. Tôi năm nay 30 tuổi rồi, chỉ đợi chờ đến ngày này thôi đấy. Dừng lại. Anh Tân. Sao mày lại ở đây? Là tôi gọi anh ấy đến đấy. Sao lại thế này? Mày giả vờ say đấy à? Đúng, tất cả chỉ là trong kế hoạch của chúng tôi thôi. Ân, cậu mau nói cho bọn họ biết đi. An là bạn thân của mình, mình không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được. An ơi! Không ngờ người đứng sau tất cả những chuyện này lại là chị Huyền. Tôi đã bị chị ta dắt mũi, tôi đã trách nhầm anh Tân rồi. An! An! Anh Tân, sao anh lại đến đây? Thực ra, ngay từ ban đầu, anh đã nghi ngờ cô Huyền rồi, nên anh đã quyết định giả vờ chia tay em, rồi đến với cô ta, khiến cho cô ta chủ quan, rồi lộ ra sơ hở. Nhưng bây giờ có đoạn clip của anh Ân rồi, thì chúng ta có thể thực hiện theo kế hoạch mới được rồi. Mọi kế hoạch của tao lại bị phá hoại trong tay một thằng nhân viên quen như mày. Tao phải giết mày. Cô bị điên à? Anh Tân, anh em giải thích đã. Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Chuyện là do cô ta và thằng kia bày mưu hãm hại em đấy ạ. Tất cả mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Tôi thật không ngờ cô lại là con người mưu mô như vậy đấy. Chị Huyền,
Tôi luôn tin tưởng chị, thế mà chị lại bày mưu chia rẽ tôi với anh Tân, lại còn muốn hại đời tôi nữa. Ai bảo mày cướp anh Tân của tao? Cái gì mà tao không có ấy, thì mày cũng không có được đâu. Mày hiểu chưa? Chị bệnh nặng quá rồi đấy. Tôi không muốn có một người chị gái như chị đâu. Vô dụng. Đứng lại. Ai có muốn trốn cũng không trốn nổi đâu. Bởi vì tôi đã đặt máy quay và quay lại hết cả rồi. Với tất cả những bằng chứng này ấy, thì hai người cứ chờ ngày mà ra hầu tòa đi. Chưa kể hết đâu, tất cả các đối tác sau khi suy nghĩ lại đã chọn công ty của tôi làm công ty hợp tác, chứ không phải công ty của anh đâu. Mày, tại sao? Mức giá bên tao đưa ra rẻ hơn nhiều cơ mà. Đơn giản đấy, vì sản phẩm của công ty anh là sản phẩm kém chất lượng, giống hệt như con người của anh vậy. Mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta đi thôi. Còn lại để cho công an giải quyết đi. Đi à? Đồ vô dụng!